Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1151 Thủy Vô Ngân. Khí thế toàn thân Lâm Nhất như lửa, trong mắt hắn không hề có vẻ sợ sệt và nhát gan, một tay hắn cầm kiếm, chạy như điên trong đại điện. Rầm rầm rầm. Trong lúc chạy, kiếm thế vô tận rít thành tiếng, lao đi như nước sông dâng trào tạo thành sóng lớn. Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt vừa ngã xuống đất lập tức cảm thấy khó thở vì cơn sóng thần này. Họ chật vật đỡ đòn, cắn răng chống cự, nhưng sự tự tin đang dần sụp đổ. Một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm quét ngang bốn phương, một kiếm chém dọc tám hướng, một kiếm chặt đứt mây trôi. Mây răng chín tầng, bốn phương tám hướng. Lâm Nhất không cho đối phương một cơ hội nào, trong lúc chạy, toàn thân hắn phóng ra bá khí vô tận, đồng thời thi triển bá kiếm. Bùm! Kiếm quang chói lóa, sáng rực như ban ngày đánh tan sự tự tin cuối cùng của đối phương. Hai người suýt bị kiếm quang chém thành hai nửa, xương sườn ở ngực bị gãy, lục phủ ngũ tạng nứt ra, trọng thương nằm liệt dưới đất, thở nặng nề. Trong tay hai người đồng thời xuất hiện một miếng ngọc giản, nhưng khi họ sắp bóp nát thì bắt gặp một ánh mắt lạnh như băng, lập tức bất giác dùng mình, dừng động tác bóp nát ngọc giản. Muốn đi à, cũng không phải không thể, để túi chữ vật của các ngươi lại đã. Lâm Nhất cười khẩy, đã suýt dồn hắn vào đường cùng mà còn muốn rời đi dễ dàng ngay trước mặt hắn ư. Không thể nào. Thủy Vô Ngân cắn răng, Lâm Nhất, không cần phải quá đáng như vậy. Lúc sư tỷ và sư huynh của ngươi gặp ta ở tầng 6, ta cũng đâu dồn họ vào đường cùng. Vừa nói, Thủy Vô Ngân vừa lấy một bình đan hàn vân tử trong túi chữ vật ra. Không cần nói cũng hiểu ý đồ của hắn ta. Hy vọng ngươi không lừa ta. Lâm Nhất cầm lấy bình đan dược, nhìn đối phương khẽ gật đầu. Thủy Vô Ngân thở phào rồi bóp nát ngọc giản, ánh sáng bao phủ, hắn ta không cam lòng biến mất khỏi tầng 9 bảo điện. Tốt nhất ngươi nên chết ở tầng 10, đừng có ra ngoài. Kinh Tuyệt lạnh lùng ném túi chữ vật của mình ra, đồng thời bóp nát ngọc giản trong tay. Trong túi chữ vật của hắn ta có một thanh bảo đao thượng cổ, giá trị không kém gì những thanh bảo kiếm trong tầng 9 này. Khi ném nó ra, lòng hắn ta đau như cắt, không thể nào diễn tả nỗi đau mất đi thứ mình yêu thích nhất đó bằng lời. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi thất vọng. Lâm Nhất ngoắc tay hút túi chữ vật của đối phương vào tay mình, bình tĩnh đáp. Chấm chấm chấm. Hoang Nguyên tịch diệt, trong trận pháp Hắc Liên lần lượt xuất hiện hai bóng người. Kinh Tuyệt. Thủy Vô Ngân, trưởng lão của Thất Tuyệt Bảo và Ma Nguyệt Sơn Trang kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy vết thương đáng sợ trên người cả hai, họ lập tức sửng sốt. Advertisement. Chương 1152 chỉ còn lại tiểu sư đệ. Đợi thêm một lúc nữa vẫn không có bóng người thứ ba xuất hiện trên hoang nguyên. Chỉ còn một mình Lâm Nhất, không ngờ Lăng Tiêu Kiếm các lại trụ đến cuối cùng. Không còn gì để nghi ngờ nữa, chắc chắn là Lâm Nhất của Kiếm các đã lấy một chọi hai, đánh bại Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt, trở thành người chiến thắng lớn nhất trong Bảo Điện Hắc Liên. Vết thương do kiếm gây ra trên người Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt đủ để chứng minh tất cả. Sao lại bị thương nặng thế? Trưởng lão Thất Tuyệt Bảo nhìn thấy thương tích của Kinh Tuyệt, đặc biệt là vết thương do kiếm chém ngang eo gần như sắp đứt. Ông ta lập tức kinh hãi, vết thương thế này chỉ thiếu chút nữa là sẽ chết. Kinh Tuyệt có thể sống sót hoàn toàn nhờ vào may mắn, nếu hắn ta không có thực lực mạnh thì nhất định sẽ chết. Túi chữ vật của ta đã bị Lâm Nhất cướp mất. Kinh Tuyệt sầm mặt lại, không kể nhiều về quá trình bị thương cụ thể. Chẳng lẽ phải nói hắn ta liên minh với Thủy Vô Ngân, kết quả còn bị Lâm Nhất đánh như một con chó ư? Gì cơ? Nét mặt trưởng lão Thất Tuyệt Bảo xa sầm, Kinh Tuyệt lên tới tầng 9, không cần nói cũng biết thu hoạch nhiều cỡ nào. Tất cả trưởng lão đều đặt hy vọng vào hắn ta, trong đó có rất nhiều bản bí tịch còn thiếu mà tông môn đang cần gấp để bổ sung nội tình. Phải biết rằng những tông môn tự do ở biên giới đế quốc như họ vốn không có nội tình thâm hậu bằng tứ đại tông môn. Cú sốc này thực sự quá lớn. Kinh Tuyệt không quan tâm đến nội tình lắm, hắn ta chỉ tiếc thanh bảo đao thượng cổ của mình. Ta thăng lên huyền võ tầng 11 trước đã, chờ Lâm Nhất ra ngoài rồi bàn kỹ hơn. Kinh Tuyệt lạnh nhạt trả lời, sau đó không nói nhiều nữa. Trước khi vào mật cảnh Ma Liên hắn ta đã có tu vi huyền võ tầng 10.
trong mật cảnh còn chém giết đối thủ, cướp được rất nhiều bảo vật. Sau khi ra ngoài, hắn ta cảm ngộ những gì đã gặt hái được trong mật cảnh, việc thăng lên huyền võ tầng 11 chỉ còn chờ đợi thời cơ chín muồi thôi. Ở bên khác, Thủy Vô Ngân không lên tiếng, không nói một chữ nào cả. Dù sao so với Kinh Tuyệt, hắn ta coi như may mắn, chỉ tổn thất một bình đan Hàn Vân, và lại bình đan này do hắn ta cướp từ tay Bạch Nhạc, bản thân không mất gì cả. Nhưng cơ hội lên tầng 10, tạo ra truyền thuyết mới đã mất, khó tránh khỏi việc cảm thấy thất vọng. Chỉ còn lại tiểu sư đệ. Trong nơi đóng quân của Lăng Tiêu Kiếm Các, Lạc Phong trưởng lão và rất nhiều đệ tử đều hết sức hồi hộp. Nụ cười trên mặt họ cũng dần biến mất. Từ sau khi Lâm Nhất tạo nên kỳ tích cho đến lúc này đánh bại Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt, trở thành người chiến thắng lớn nhất, bầu không khí giữa các bên dần trở nên kỳ quái, vẻ mặt của các trưởng lão tông môn khác đều có thay đổi rõ rệt. Ở trước mắt mọi người, có lẽ chỉ cần sơ suất một chút sẽ lập tức trở thành mục tiêu bị tấn công. Chương 1153 chết cũng tốt. Hân Tuyệt nhìn về phía Hỗn Nguyên Môn, Văn Ngạn Bác và các trưởng lão khác đang nhìn đám người kiếm các bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Tình hình bên phía Hỗn Nguyên Môn không ổn lắm, cả ba đệ tử nòng cốt của tông môn họ đều không ra ngoài, tất cả đều đã chết trong mật cảnh. Hân Tuyệt rời mắt đi, chậm rãi lên tiếng. Chẳng lẽ là chết trong tay tiểu sư đệ? Cả ba đệ tử nòng cốt đều chết, sau khi về tông Văn Ngạn Bác chắc chắn sẽ bị hỏi tội. Chết cũng tốt. Lạc Phong lạnh lùng thốt lên, nếu thật sự do Lâm Nhất giết thì cũng đã giết rồi, không có vấn đề gì to tát. Nhưng cả Huyết Cốt Môn, Ma Diễm Tông và Thất Tuyệt Bảo đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt rất lạ. Bảo Điện Hắc Liên là vậy, có người thắng sẽ có kẻ thua, chắc chắn đệ tử nòng cốt của mấy tông môn này đều chịu nhiều tổn thất trong tay tiểu sư đệ của chúng ta. Sau khi ra ngoài, tiểu sư đệ sẽ gặp nhiều trở ngại lắm đây. Bọn tà tu này rất khó chịu để yên. Lúc đó Hỗn Nguyên Môn nhất định sẽ thừa cơ hội dẫm một chân vào. Thành tích càng cao sẽ chịu áp lực càng lớn. Thành tích chiến đấu của Lâm Nhất bây giờ đã gần đạt tới mức cao nhất mà kiếm các có thể chịu đựng được. Trưởng lão và đệ tử kiếm các nghị luận sôi nổi, mọi người đều cảm thấy không ổn lắm. Tiếp tục chờ xem, Lăng Tiêu Kiếm Các không sinh sự nhưng chưa bao giờ sợ phiền phức. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai mấy người, là trưởng lão chấp kiếm trong lều lên tiếng. Nghĩ tới việc có trưởng lão chấp kiếm ở đây, ông ấy còn mang theo một thanh kiếm Tiêu Vân. Các trưởng lão và đệ tử kiếm các đều yên tâm hơn. Nhưng Lạc Phong vẫn nháy mắt ra hiệu cho Hân Tuyệt và các trưởng lão khác chuẩn bị sẵn sàng. Tầng 9 Bảo Điện Hắc Liên. Sau khi đợi vết thương lành, Lâm Nhất mở mắt ra nhìn túi trữ vật của Kinh Tuyệt. Soạt. Khi mọi thứ trong túi trữ vật được đổ hết ra ngoài, cảnh chất thành đống như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Kinh Tuyệt yêu cầu rất cao. Những thứ có thể được hắn ta cất vào túi đều là đồ quý hiếm. Chủ yếu là ngọc bài công pháp không hoàn chỉnh hoặc là đan dược có phẩm cấp tương đối cao, linh ngọc nhị phẩm và một số dị bảo kỳ quái. Nhưng nổi bật nhất vẫn là thanh bảo đao khắc hoa văn cổ xưa với khí tức mạnh mẽ, oai phong, vỏ đao như đang cất chứa một con hung thú. Bảo binh. Lâm Nhất hiếu kỳ hút thanh đao này vào tay rồi cảm nhận. Đúng như đã đoán. Đây là một thanh bảo binh thượng cổ hoàn chỉnh, không bị ma khí xâm nhập, trên thân đao khắc hai chữ cổ có ý nghĩa sâu xa, phi huyết. Thanh đao này không bị ma hóa, không thể sử dụng trong mật cảnh ma liên giống như chiến kỳ xích diễm của hắn. Chương 1154 tàn huyết. Lâm Nhất đoán thanh đao này vốn không thuộc về hắn ta, với nội tình của Thất Tuyệt Bảo rất khó có thể ban thưởng cho hắn ta một thanh bảo binh hoàn hảo như thế. Rất có thể là do hắn ta tìm được trong tầng 8. Thảo nào trước khi đi Kinh Tuyệt lại nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu là hắn bị ép buộc giao kiếm táng hoa ra, có lẽ hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu còn hơn chết. Nhưng nếu là kẻ thù thì không đáng thông cảm, đối phương gieo gió gặt bão, nên trách hắn ta lòng dạ độc ác. Ngoài ra còn có 6 món chí bảo khác, gồm một bình rượu cổ, một lư hương, một cuộn tranh cổ. Một quả dị quả và một đóa kỳ hoa thơm nức. Đây là gì? Lâm Nhất nhìn đóa kỳ hoa, hai mắt chợt sáng rực lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 4 cánh hoa màu lam,
hình dạng như bông hoa tuyết yên lặng, lá màu xanh lục, màu sắc hoa thanh nhã, trong lạnh nhạt ẩn chứa sự u sầu. Hoa lam tuyết. Sau một lúc suy nghĩ, Lâm Nhất vẫn chưa xác định, nhưng đây chắc chắn là một đóa kỳ hoa có phẩm cấp rất cao. Tốt quá, kiếm táng hoa đang dừng ở huyền binh siêu phẩm đỉnh phong, còn thiếu một chút nữa là có thể thăng thành bảo binh. Dùng đóa hoa này để nuôi dưỡng thì còn gì bằng. Lâm Nhất vui vẻ lấy đóa hoa nghiền nát thành mấy trăm mảnh nhỏ, sau đó bỏ vào hộp đựng kiếm sau lưng. Hắn tiếp tục nhìn bình rượu cổ, cái này thì hắn thật sự không đoán ra được tên, nhưng dựa vào mùi rượu, hắn nghĩ nó sẽ không kém. Bình Phượng Hoàng Đài do công chúa ban thưởng trong tay hắn là một bình danh tử tứ phẩm. Quả dị quả kia phát ra huyền quang lạnh lẽo như một viên đá quý óng ánh, sáng rực rỡ. Quả này rất giống với quả huyền băng được ghi lại trong võ đạo dị văn lục. Cuộn tranh cổ là một bức tranh ngộ đạo, nhưng nó không phải bức tranh ngộ đạo về kiếm pháp và thân pháp, không có tác dụng lớn đối với hắn. Lư hương cũng giúp ích cho việc tu hành giống với bổ đoàn, nó là một loại bảo vật tính tâm dưỡng thần. Tên này tìm được nhiều thứ thật, chắc là đã cướp khá nhiều người, nhưng bây giờ tất cả đều là của mình. Lâm Nhất cũng không khách sáo ngoắc tay. Cất những món bảo vật mà Kinh Tuyệt tốn nhiều công sức để có được vào túi. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn sang thanh bảo kiếm trên đài sen đa bảo. Nụ cười treo trên khóe môi, Lâm Nhất bước nhanh tới trước cầm lấy thanh kiếm này. Tàn huyết. Kiếm tên Tàn huyết, cái tên này toát lên cảm giác hoang tàn càng khiến người ta tò mò hơn. Nhưng khi hắn định cầm chuôi kiếm thì chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng lại. Trên mặt hiện lên vẻ do dự, sau một lúc suy tư, cuối cùng hắn thở dài. Lâm Nhất bỏ tay xuống, cố kìm nén nỗi tò mò trong lòng để không rút thanh kiếm này ra. Hắn nhớ lại mình là thể đoạn kiếm, ngoại trừ kiếm táng hoa, những thanh kiếm khác vào tay hắn không thể chịu được quá 3 giây. Sau 3 giây, tất cả đều sẽ bị gãy. Chương 1155 đây là đâu? Nếu một thanh bảo kiếm như thế này bị gãy trong tay hắn, hắn sẽ đi chết luôn cho rồi. Bỏ đi. Lâm Nhất lắc đầu, cuối cùng vẫn không có can đảm đánh cược, đành tạm thời cất thanh kiếm này vào túi trữ vật. Sau đó hắn nhìn về phía đài sen đa bảo, vẻ quyết đoán thoáng qua trong mắt, hắn bước lên đài sen. Cuối cùng cũng đến tầng 10 bảo điện. Chỉ là hắn không biết thử thách đang chờ đợi mình là gì. Trời đất quay cuồng, Lâm Nhất cảm giác cơ thể mình bị kéo dài vô tận, ý thức dần mơ hồ. Đến khi thị giác khôi phục, hai chân chạm đất, hắn mới phát hiện ở đây là một khoảng không gian tối tăm mờ mịt. Trước mặt hắn là một con sông, ở phía bên kia bờ sông dường như có một tòa cung điện, lại dường như không có gì cả. Đây là đâu? Lâm Nhất khẽ nhíu mày, thử thách của 9 tầng trước không phải như thế này. Chẳng lẽ tầng 10 bảo điện là một không gian tồn tại độc lập? Lên đến tầng 10, một tầng đã trở thành truyền thuyết từ rất lâu trước đây. Không ai biết thất bại ở thử thách tầng 10 sẽ phải đối mặt với kết cục gì. Có thể là chết, cũng có thể là bị mắc kẹt ở không gian này mãi mãi. Nhưng lúc này đã không còn đường lui, Lâm Nhất không nghĩ nhiều nữa mà bước lên mặt sông mênh mông. Nước sông lạnh buốt, đi trong đó cảm giác còn lạnh hơn hồ Hắc Liên rất nhiều. Rào rào. Trời bất ngờ đổ mưa. Những giọt mưa nhỏ xuống mặt nước như những viên trân châu lớn nhỏ va vào khay ngọc mà tiên nhân sử dụng, phát ra âm thanh vô cùng vui tai. Trong màn mưa mông lung, một đóa hoa sen đen từ phía bên kia chậm rãi bay tới. Lâm Nhất dừng bước, một nỗi bất an dâng lên trong lòng, thử thách của 9 tầng trước đều là đài sen trắng. Trong mật cảnh Ma Liên thường gặp hoa sen đen nhiều nhất, hoa sen đen qua thanh lọc sẽ thành hoa sen xanh. Rốt cuộc hoa sen đen, hoa sen xanh và hoa sen trắng có liên quan gì đến nhau? Trước đó Lâm Nhất chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn chỉ coi đây là một mật cảnh, hắn và những người khác chỉ là khách qua đường. Nhưng bây giờ, khi bước lên tầng 10 này, hắn lại bất giác liên tưởng tới nó. Không để hắn nghĩ nhiều, đài sen màu đen dần tới gần, càng lúc càng rõ ràng hơn trong mắt hắn. Trên đài sen có một người áo đen ngồi khoanh chân, bên tay hắn ta có một thanh kiếm. Tu vi của người áo đen bằng hắn, không nhiều hay ít hơn một phần. Nhưng người nọ lại khiến Lâm Nhất cảm thấy nguy hiểm và căng thẳng một cách không thể giải thích được. Mưa là một điều sai lầm trong đời, mưa là sự thăng trầm,
Chương 1156 nguy hiểm. Người đàn ông vươn tay ra hứng nước mưa, ngẩng đầu lên nhìn trời, trên trời mây đen dày đặc. Ngươi không phải người ta muốn gặp. Lâm Nhất bình tĩnh, trầm giọng nói. Người áo đen chậm rãi đứng dậy, cười bảo, hắn là mây, ta là mưa, ta là điều sai lầm trong đời hắn. Chẳng biết từ khi nào mưa đã tạnh, người áo đen vừa nói, vừa ngoắc tay. Thanh trường kiếm trên đài sen bay vào tay hắn ta, gió cuốn theo vài giọt nước trên sông. Tay áo dài như mây, người áo đen vung kiếm lên, thân kiếm đánh vào một giọt nước trong đó. Ông! Kiếm ý vô tận tràn ngập trong giọt nước, mặt sông mênh mông dao động vì bị kiếm ý làm sợ hãi. Lâm Nhất nhướng mày, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm chắn trước mặt, cản lại giọt nước vốn định đâm xuyên ấn đường của hắn này. Bùm! Trong tiếng nổ vang rung trời, một bức màn nước cao 10 trượng nổi lên trên mặt sông. Gió lớn thổi qua làm mái tóc dài được buộc lên của Lâm Nhất bị xõa ra, những sợi tóc đen như thác nước tung bay theo gió. Tay phải cầm kiếm run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay ứa ra máu. Giữa mái tóc dài tung bay, Lâm Nhất nghiêm mặt, cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Một giọt nước lại có uy lực lớn thế ư? Hắn ta và hắn đều có kiếm ý bán bộ tiên thiên, nhưng tại sao hắn ta lại mạnh như vậy? Trong lòng Lâm Nhất vô cùng chấn động, người áo đen vừa ra tay đã khiến hắn cảm nhận được áp lực không thở nổi. Xoạt! Bức màn nước trên mặt sông hạ xuống, dòng nước sao động, mặt sông nhấp nhô như sóng lớn. Ta tới đây! Người áo đen mỉm cười, giang hai tay ra nhảy lên khỏi đài sen, kiếm ý toàn thân cô đọng lại đến cực hạn. Người áo đen trên không trung tỏa ra ánh sáng đen đẹp như đá quý. Vèo. Ánh sáng lóe lên, người áo đen rơi xuống trước mặt Lâm Nhất, ánh sáng đen trên người hắn ta đột nhiên nổ tung. Đó là do kiếm ý bán bộ tiên thiên cô đọng đến cực hạn đột nhiên bùng nổ, tựa như một ngọn núi lửa bất ngờ phun trào. Hắn ta còn chưa rút kiếm, uy áp toát ra đã nghiền nát toàn bộ kiếm thế do Lâm Nhất phóng ra. Nguy hiểm. Lâm Nhất không có thời gian suy nghĩ, thì triển thất huyền bộ đến cực hạn, toàn thân phát ra kiếm quang lóa mắt, ngay lập tức né tránh. Né được rồi ư, vậy thử chiêu này xem, ngự lĩnh quần phong. Người áo đen thong thả bước đi, ý cười hiện lên trên mặt, vung kiếm chém một nhát. Chương 1157 Kim ô dương cánh. Một vòng kiếm quang mang theo sức mạnh của cơn giận quần phong điên cuồng lao tới như một con du long. Ánh sáng hạo nguyệt. Vừa đáp xuống mặt nước, Lâm Nhất lập tức xoay người chém ra một nhát. Một vầng trăng sáng dâng lên trên mặt sông, trăng tỏa ánh sáng như lửa, ngưng tụ thành kiếm quang sắc bén đỡ lấy. Rầm 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 rầm. Hai tia kiếm quang mạnh mẽ va chạm vào nhau trên mặt sông, phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Kiếm quang sao động, sóng vỗ dồn dập bắn lên cao theo tiếng nổ. Cũng có chút bản lĩnh, kiếm như thu thủy. Người áo đen cười nhạt. Sau đó hóa thành một tia sáng đỏ bình thường xuyên qua làn sóng, lặng lẽ đáp xuống trước mặt Lâm Nhất rồi đâm một nhát. Keng! Lâm Nhất thi triển tử diên kiếm quyết, bình tĩnh đỡ nhát kiếm này. Diệt như hàn xương. Nhưng nào ngờ nhát kiếm như thu thủy này chỉ là một chiêu nghi binh, sát chiêu chân chính tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, một nhát kiếm đã đánh Lâm Nhất văng ra. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình, e rằng sau chiêu này, hắn lại phải đối mặt với sát chiêu mà người áo đen mưu đồ đã lâu. Không thể để quyền chủ động nằm trong tay đối phương. Kim ô dương cánh. Khi Lâm Nhất sắp từ trên không trung rơi xuống, hắn giang hai tay ra, nhảy lên thật cao như kim ô. Trốn không thoát đâu. Ánh mắt người áo đen trở nên lạnh lẽo, hắn ta giơ kiếm lên, bảy giọt nước từ trên không trung rơi xuống ngưng tụ kiếm ý sắc bén bắn liên tục về phía Lâm Nhất đang lơ lửng trên không trung. Keng keng keng. Lâm Nhất thi triển thân pháp đến cực hạn, bước liên tiếp 7 bước trên không trung, thoạt nhìn như 7 cái bóng mở đồng loạt chém ra, làm cho 7 giọt nước có uy lực khủng khiếp lập tức bắn ngược lại. Trong khi bước đi, người áo đen lúc thì nghiêng người, lúc thì quay đầu, nhẹ nhàng tránh 7 giọt nước này. Bùm. Giọt nước rơi xuống mặt sông rồi nổ tung, để lại 7 cái hố sâu thật lớn, nước sông xung quanh nhanh chóng tràn vào hố. Tạo thành 7 vòng xoáy có đường kính 3 trượng. Ầm 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 ầm. Ngay sau đó, 7 cột nước khổng lồ bắn lên cao như rồng bay lên trời,
xếp song song đằng sau lưng người áo đen, tạo thành cảnh tượng chấn động lòng người, nhưng người áo đen vẫn ung dung bước về phía trước. Chương 1158 Tích Thủy Xuyên Thạch. Giữa không trung, vẻ tức giận thoáng hiện trên mặt Lâm Nhất, người áo đen thật sự không cho hắn đường sống. Hướng hắn ta đi chính là nơi hắn tiếp đất. Lâm Nhất đã mất hết khí thế, không còn nơi nào mượn lực, mặt hướng xuống, rơi nhanh với tốc độ như sao băng rơi. Kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát. Trong nháy mắt, trên mu bàn tay trái của Lâm Nhất xuất hiện dấu ấn tử diên rực rỡ, chín tia kiếm quang màu tím chợt lóe qua rồi biến mất, gần như chỉ một tích tắc đã tới trước mặt người áo đen. Trong mắt người áo đen lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta lập tức lùi lại 9 bước, bị ép vào 9 cột nước chọc trời song song nhau đằng sau. Lâm Nhất búng ra kiếm quang, khi thấy mặt mình sắp chạm nước, hắn lập tức chưởng vào mặt nước. Bùm! Phản lực từ cú chưởng giúp Lâm Nhất lộn ngược một vòng trên không trung, sau đó liên tục xoay tròn trên mặt nước. Thình thịch! Trong lúc xoay tròn, người hắn nhẹ như chim én, hai chân cũng không gây nên nhiều bọt nước trên mặt sông. Đợi đến khi hắn đứng vững, cổ tay lật úp lại, kiếm táng hoa xoay tròn kề sát cánh tay hắn. Lâm Nhất nhìn xung quanh, mặt sông đã yên ả trở lại, chỉ còn sóng nhỏ lăn tăn. Người đâu rồi? Nhưng hắn nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng của người áo đen. Cuối cùng người cũng rơi xuống, Tích Thủy Xuyên Thạch. Ngay lúc Lâm Nhất đang nghi hoặc, một bóng người lặng lẽ ngoi lên khỏi mặt nước ở bên cạnh, mũi kiếm ánh lên tia sáng lạnh, bốn bể lặng ngắt, dường như có một giọt nước từ trên không trung rơi xuống. Tí tách! Khi giọt nước chạm mặt sông, tia sáng lạnh này cũng chạm vào người Lâm Nhất. Răng rác! Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, chiến giáp long tượng được ngưng tụ bị nhát kiếm này xuyên qua, đâm vào vai phải của Lâm Nhất. Máu phun như suối, Lâm Nhất bị đánh văng ra xa mấy trăm mét. Sau khi ngã xuống đất, vai phải hắn cực kỳ đau, kiếm ý đọng lại trong vết thương lan rộng ra nhưng không biến mất, đau thấu tâm can. Khóe miệng co giật mấy lần, Lâm Nhất đã hiểu được cảm giác của người khác khi bị kiếm của hắn đâm trúng. Mặt mũi Lâm Nhất tái nhợt, hắn nhìn người áo đen vẫn thản nhiên như thường bằng ánh mắt tuyệt vọng. Có cảm thấy tuyệt vọng không? Có thể đỡ được nhiều chiêu từ ta như vậy, người đã rất hiếm thấy rồi. Đừng tự trách mình, người chỉ xui xẻo gặp phải ta mà thôi. Người áo đen nheo mắt lại, tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Nhất. Chương 1159 nhát kiếm này để giết chết Lâm Nhất. Ra vậy, thảo nào việc đặt chân lên tầng 10 đã xa vời đến mức trở thành truyền thuyết, có lẽ tất cả những người lên được đây đều đã chết trong tay hắn ta. Không thể từ bỏ. Ánh mắt Lâm Nhất dần bình tĩnh lại, nếu là thử thách thì nhất định sẽ có cách thông qua. Người áo trắng đã nói rằng hắn ta đang đợi hắn ở tầng 10, nên chắc chắn có cách thắng được đối thủ. Nếu không thì những lời hắn ta nói với hắn khi đó sẽ không có ý nghĩa. Ta quả thật có điểm yếu. Chỉ là ngươi nhất định sẽ không tìm thấy trước khi chết. Bởi thế, dù hắn đã nói gì với ngươi, chung quy vẫn không có ý nghĩa gì. Người áo đen hết sức ghê tởm, lại nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Lâm Nhất. Trong lúc vô hình khiến người ta cảm thấy áp lực gấp đôi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vẻ tức giận thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, nhưng hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn nhướng mày cười bảo, vậy ngươi đang sợ điều gì chứ? Nếu đúng thật như ngươi đã nói thì tại sao ngươi phải nói nhảm với ta, cứ giết ta luôn là được. Chắc là chín tia kiếm quang của ta trước đó đã trúng đúng không? Để ta đoán xem ngươi đã trúng mấy nhát. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Lâm Nhất vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của đối phương, thì ra là trúng ba nhát, xem ra ngươi cũng không vô địch như ta tưởng, còn phải dựa vào lời nói để phá vỡ niềm tin của ta. Bị chém trúng thì chém trúng. Cớ sao phải che giấu? Ha ha, dù ngươi có nói gì cũng không thay đổi được kết quả. Người áo đen bình tĩnh, nhẹ giọng cười đáp. Chưa chắc đâu, ta đã tìm ra điểm yếu của ngươi là gì. Thật ra thử thách của 9 tầng trước đều nhằm phục vụ cho thử thách tầng này. Trong 9 tầng trước, người áo trắng đã để lại bí mật đánh bại ngươi. Lần này, cuối cùng người áo đen cũng biến sắc. Vẻ mặt đột nhiên trở nên âm u. Hắn ta lạnh giọng, không dễ tìm ra vậy đâu. Muốn lừa ta à, ngươi còn non lắm, đi chết đi. Kiếm thế của người áo đen lại bùng nổ,
hóa ra hắn ta thật sự bị chém trúng, nói chuyện với Lâm Nhất chỉ để tranh thủ thời gian khôi phục mà thôi. Khi kiếm thế bùng nổ, trong nháy mắt người áo đen đã tới trước mặt Lâm Nhất. Nhát kiếm sắc bén đâm thẳng về phía vết thương trên vai phải của Lâm Nhất, nếu đâm trúng, kiếm ý chồng chất thêm sẽ làm một nửa vết thương nổ tung. Hắn ta biết thân thể của Lâm Nhất rất mạnh nên không muốn cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Nhát kiếm này để giết chết Lâm Nhất. Khi thấy kiếm sắp đâm trúng mình, kiếm thế toàn thân Lâm Nhất tựa mây cuồn cuộn, lơ lửng không cố định. Nhát kiếm mà người áo đen cho rằng sẽ đâm trúng Lâm Nhất lại mất mục tiêu. Người áo đen tạm dừng, trong mắt có tia sáng lạnh lóe qua, cuối cùng hắn ta vẫn chém tới. Bùm! Kiếm quang chói loa phát nổ trên mũi kiếm của người áo đen, ánh sáng lạnh lẽo, rực rỡ lóa mắt. Bóng dáng Lâm Nhất nổ tung, người áo đen nhếch miệng cười tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó hắn ta lập tức biến sắc. Ngoại trừ nhát kiếm này, trên mặt nước còn có 9 bóng mờ khác, thật giả lẫn lộn, khó có thể phân biệt. Chương 1160 tất cả mọi thứ đã biến mất. Lâm Nhất thật sự tựa như những đám mây tản ra. Ta đã bảo là đã tìm ra điểm yếu của ngươi, cũng biết tại sao nhát kiếm khi đó không đâm trúng hắn, điều quan trọng nhất là ta chưa bao giờ lừa ngươi. Hắn vừa dứt lời, 9 bóng mờ lập tức chồng lên nhau, lúc đó như có ánh trăng biến ảo trên người Lâm Nhất. Trăng khuyết khó lường, gió mây biến ảo. Đến khi Lâm Nhất đâm ra, mây tan mưa tạnh, trời lại trong xanh. Kiếm quang nở rộ như hoa, trời trong xanh, nước trong lành, hoa trăng cùng bay, nước mùa thu chuyển sang màu của bầu trời. Thủy Nguyệt kiếm pháp, kính hoa thủy nguyệt. Người áo đen hoàn toàn không phản ứng kịp, bóng mờ chồng lên nhau, chiêu kiếm kính hoa thủy nguyệt lập tức đâm trúng hắn ta. Một kiếm xuyên ấn đường. Đáng lẽ ta nên tin ngươi. Vẻ dữ tợn trên mặt người áo đen dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười, hắn ta tắt thở, ngã xuống đất. Kết thúc rồi ư. Lâm Nhất thở phào như chút được gánh nặng, sau đó nhìn về phía bên kia bờ sông. Có lẽ hắn đã thông qua thử thách của tầng 10, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người áo trắng đang đợi hắn trong cung điện đối diện. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu rồi đi về phía trước. Mặc kệ thương tích trên người mình. Một lát sau đó hắn đã lên bờ, không chút do dự bước nhanh tới cung điện. Mở cửa bước vào, trong đại điện sáng trưng, một người áo trắng đang ngồi khoanh chân trên đài sen. Lâm Nhất mừng rỡ, nhưng khi hắn vừa định lại gần thì bỗng vô thức dừng bước. Trên ấn đường của người áo trắng có một lỗ thủng rợn người, hắn ta đã chết. Đó chính là nhát kiếm do hắn đâm. Nhớ lại lời nói của người áo đen trước đó, trong lòng Lâm Nhất chợt hoảng sợ, hắn là mây, ta là mưa. Nhưng mây là mưa, mưa là mây. Không có sai lầm hay thăng trầm nào cả, họ vốn là một thể. Sau một lúc do dự, Lâm Nhất vẫn bước tới chạm nhẹ vào, người áo trắng trên đài sen tan thành mây khói, chỉ còn lại một đóa sen xanh đang từ từ bay lên. Lâm Nhất trầm tư nhìn đóa sen xanh trên đài sen. Cuối cùng vẫn quyết định đưa tay ra cầm lấy nó. Nào ngờ lại bắt vào khoảng không, trong lúc hắn kinh ngạc, cung điện trước mặt hắn lập tức biến mất như một giấc mộng hão huyền. Tất cả mọi thứ đã biến mất. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bức tranh, hắn dường như xuyên qua không gian và thời gian, đi đến nơi xảy ra cuộc chiến ác liệt với quy mô lớn. Nhưng mọi thứ đều không liên quan đến hắn chỉ có thể đứng nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc. Trong tông môn rộng lớn, những trận chiến ác liệt diễn ra ở khắp nơi, lần lượt từng người đệ tử tông môn chết thảm trong tiếng gào thét phẫn nộ. Nhưng nhóm người này vẫn liều mạng chiến đấu, canh giữ trước một tòa bảo điện nguy nga. Chương 1161 đã đến lúc phải đi rồi. Bảo điện nhìn khá quen, mắt Lâm Nhất chợt sáng rực lên, bảo điện này chính là bảo điện Hắc Liên. Bầu trời tan nát như mảnh vải, mây đen dày đặc, máu chảy thành sông. Trong tòa bảo điện đổ nát là những đống hài cốt đã chết thảm. Nhưng họ vẫn liều mạng giữ bảo điện Hắc Liên, đây là nơi truyền thừa của tông môn, cần sử dụng suốt đời, dù bỏ mạng cũng phải bảo vệ truyền thừa. Ngay cả một người ngoài cuộc như Lâm Nhất cũng xúc động, ước mình có thể xuất hiện ở đó, lấy kiếm giết địch. Nhưng hắn không làm được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn các đệ tử tông môn chết đi, kiếm gãy theo người. Cuối cùng trước bảo điện Hắc Liên chỉ còn một người đứng thẳng. Nhưng thứ đang chờ đợi hắn ta cũng là cái chết.
Một nhóm người áo đen, toàn thân lượn lờ ma khí xông tới, lưỡi dao trong tay vô tình đâm vào cơ thể người nọ. Nhưng khi sắp chết, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng kiếm đẩy lùi người áo đen. Kiếm của ta, tồn tại mãi mãi cùng vinh quang. Nói xong, hắn ta chém ra nhát kiếm cuối cùng của đời mình và giết sạch lũ ma nhân. Sau đó hắn ta hóa thành một tia kiếm quang màu xanh, bao trùm lên cả bảo điện Hắc Liên. Ngay khi hắn ta ngẩng đầu, Lâm Nhất đã nhìn thấy rõ diện mạo của hắn ta, khuôn mặt ấy giống hệt người áo trắng trông giữ tầng 9 bảo điện. Hình ảnh dần mơ hồ, ma ảnh chồng chất nhưng lại không làm gì được lớp kiếm quang bao trùm bảo điện. Cho đến khi hình ảnh hoàn toàn biến mất, Lâm Nhất vẫn chưa hoàn hồn lại. Một lúc lâu sau, hắn mới như tỉnh dậy từ cơn mơ. Phóng tầm mắt ra xa, bảo điện Hắc Liên không còn gì cả, hoang vu trống trải, không có cung điện hay dòng sông, chỉ có một mình hắn lẻ loi đứng tại chỗ. Nếu không vì hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của chiến tranh trong cuộc chiến, từ đó nắm giữ chiêu thức cuối cùng của Thủy Nguyệt Kiếm Pháp. Có lẽ mọi dấu vết đều sẽ không tồn tại, hắn sẽ nghi ngờ những gì xảy ra vừa rồi có thực sự tồn tại hay không. Nhưng cuối cùng tầng 10 bảo điện không còn gì cả, không có mây, cũng không có mưa, chỉ có một câu nói do một nam nhân để lại từ rất nhiều năm về trước. Kiếm của ta, mãi mãi tồn tại cùng vinh quang. Một kiếm như mộng. Lâm Nhất buồn bã thì thào, giọng điệu có phần thương cảm. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu tại sao những cung điện khác trong mật cảnh Ma Liên đều bị phá hủy, chỉ còn một mình bảo điện Hắc Liên tồn tại. Đây là nơi truyền thừa mà một nhóm người đã hy sinh tính mạng của mình bảo vệ, để các thế hệ sau được kế thừa nó. Truyền thừa bất diệt, vinh quang mãi còn. Người áo đen và người áo trắng đều là nam nhân lúc đó, mây là giấc mơ dù đến chết cũng không thể quên, còn mưa là một sai lầm để lại từ sự thăng trầm của một đời người. Đã đến lúc phải đi rồi. Trên tầng 10 bảo điện không có bảo vật, không có truyền thuyết. Nhưng Lâm Nhất lại gặt hái được rất nhiều thứ, hắn không cảm thấy tiếc nuối, vẽ ra cái kết đẹp nhất cho buổi lịch luyện mật cảnh Ma Liên. Chương 1162 ra rồi. Hoang nguyên tịch diệt. Trưởng lão và đệ tử của các đại tông môn đế quốc Đại Tần đều nhìn chằm chằm vào trung tâm trận pháp Hắc Liên, mọi người đều rất hồi hộp. Đáng lý ra mật cảnh này phải đóng từ sớm mới đúng. Nhưng lúc này trận pháp Hắc Liên vẫn còn, điều này chứng tỏ Lâm Nhất vẫn còn sống trong tầng 10 bảo điện. Thời gian kéo dài càng lâu nghĩa là cơ hội Lâm Nhất thông qua thử thách tầng 10 càng lớn. Đệ tử nòng cốt của các tông môn đều có vẻ phức tạp. Việc đặt chân lên tầng 10 đã xa vời đến mức trở thành truyền thuyết, lẽ nào hôm nay sẽ thật sự được chứng kiến truyền thuyết? Tại nơi đóng quân của Ma Nguyệt Sơn Trang, vết thương của Thủy Vô Ngân đã lành, hắn ta không nói lời nào, mặt không cảm xúc. Bỗng nhiên hắn ta biến sắc, xòe tay ra hứng lấy bông tuyết rơi trong không khí. Tuyết rơi. Nhìn bông tuyết trắng tinh khiết, lạnh buốt trên tay mình, vẻ khác thường chợt lóe qua trong mắt Thủy Vô Ngân. Cái quái gì vậy, hoang nguyên tịch diệt nóng quanh năm, đến cả một giọt mưa cũng không có, sao tự dưng lại có tuyết rơi? Đúng là chuyện kỳ quái. Trong hoang nguyên, tất cả các đại tông môn đều cảm thấy nghi hoặc khi thấy tuyết rơi. Chỉ có một vài người cao tuổi lộ vẻ phấn khích. Xem ra truyền thuyết là thật, chỉ cần có người thông qua khảo nghiệm ở tầng 10 thì tuyết sẽ phủ kín toàn bộ hoang nguyên tịch diệt. Nói như thế có nghĩa là, Lâm Nhất đã thông qua khảo nghiệm. Hẳn là vậy, dị tượng không tự nhiên mà sinh ra, lần này Lăng Tiêu Kiếm Các được lợi lớn rồi. Không biết bảo vật ở tầng 10 là gì. Ban đầu, bông tuyết vẫn còn thưa thớt, nhưng dần dần, tuyết rơi ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, tuyết đã phủ kín hoang nguyên tịch diệt. Cùng với đó, bầu không khí tại hoang nguyên cũng dần nóng lên. Hôm nay, mọi người đã được nhìn thấy cảnh tượng chỉ có trong truyền thuyết. Không biết phải đợi đến khi nào mới có thể thấy tuyết rơi trên hoang nguyên tịch diệt một lần nữa. 100 năm. 1000 năm hay 1 vạn năm. Ra rồi. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong trận pháp, thoáng chốc, Lâm Nhất xuất hiện trước mắt mọi người. Xuyên qua những bông tuyết bay tán loạn, ánh mắt tất cả đổ dồn về phía người thiếu niên kia. Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang cùng ngước nhìn Lâm Nhất, trong mắt hắn ta lóe lên tia nghi ngoặc. Hắn ta có thể cảm nhận được tu vi và kiếm ý của Lâm Nhất không hề thay đổi so với thời điểm trước khi lên tầng 10.
nếu có thì dường như khí chất của hắn có gì đó thay đổi, nhưng lại không cách nào nói rõ được. Rõ ràng là tu vi của Lâm Nhất thấp hơn hắn ta, nhưng hắn ta lại không thể nhìn thấu người thiếu niên này. Chương 1163 thuận tay giết mà thôi. Rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì ở tầng 10? Tiểu sư đệ. Lâm Nhất vẫn còn nghi hoặc không biết mình có bị truyền tống đến nhầm chỗ hay không, sau khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hắn mới yên lòng. Hắn lắc người một cái, thoáng chốc đã đi đến doanh địa của kiếm các. Tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng ra rồi, ai cũng ngóng trông đệ đấy. Hân Nghiên cong mắt cười, những bông tuyết rơi lả tả xung quanh càng thêm tô hồng đôi má đáng yêu của cô. Tiểu sư đệ, đệ tạo ra truyền thuyết rồi, Đường Thông phấn khích đến mức nói năng có chút lộn xộn. Vừa thấy Lâm Nhất, hắn ta lập tức chạy đến. Từ trên xuống dưới kiếm các đều chìm trong vui sướng. Truyền thuyết ư. Bảo điện tầng 10 cùng lắm chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng thấy mọi người hào hứng như vậy, Lâm Nhất cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cười. Lạc Phong và Hân Tuyệt dẫn theo các vị trưởng lão bước nhanh đến, cười nói, Lâm Nhất, thương tích đã khá hơn rồi. Xông thẳng một mạch lên bảo điện tầng 10 khó tránh khỏi bị thương. Tuy nhiên, khi Lâm Nhất chạm vào cánh sen xanh thì thương tích trên người đã đồng loạt khôi phục. Đa tạ trưởng lão quan tâm, ta đã khôi phục nhiều rồi, không còn gì đáng ngại cả. Lâm Nhất thành thật đáp. Không có gì là tốt rồi. Lạc Phong vuốt râu, cười vui vẻ. Dừng một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó, ông ta lập tức nghiêm mặt, thấp giọng nói, Lâm Nhất, thương tích của Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt đều do ngươi gây ra à? Là do ta gây ra. Ở bảo điện tầng 9, hai người bọn họ gần như ép hắn vào bước đường cùng. May mà hắn đã luyện hóa một viên đan càn khôn âm dương, nhờ đó tu vi được thăng cấp lên huyền võ tầng 9, nếu không kết cục khó mà nói được. Nghe Lạc trưởng lão hỏi, Lâm Nhất không hề né tránh, hắn tin tông môn sẽ không trách hắn. Sắc mặt của Lạc Phong và các vị trưởng lão khác lập tức thay đổi, trong mắt họ lóe lên tia kinh ngạc. Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông cũng bại dưới tay ngươi. Ba tên đệ tử cốt cán của Hỗn Nguyên Môn là Trương Viêm, Triệu Tuyền cùng Tiêu Minh cũng do ngươi giết. Thuận tay giết mà thôi. Hí. Lâm Nhất đáp một cách dứt khoát khiến không ít người phải hít một ngụm khí lạnh, nhưng ánh mắt dò xét hắn cũng bắt đầu lẳng lặng thay đổi. Qua lời của Lâm Nhất, rất nhiều sự kiện gây chấn động bỗng trở nên hết sức bình thường. Mãi một lúc lâu sau, Lạc Phong cười khổ, nói cuối cùng thì ta cũng đã biết vì sao các chủ lại muốn để ngươi tiến vào mật cảnh Ma Liên. Chương 1164 người của Thất Tuyệt Bảo cũng có hành động. Lúc này đây, trong lòng ông ta vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Lâm Nhất trưởng thành một cách thần tốc, chắc chắn trong Long Môn tranh tài 3 năm sau, hắn sẽ tỏa sáng, không ai có thể ngăn hắn đoạt được tôn xưng công tử. Thậm chí, ngẫm kỹ lại thì chưa chắc Long Môn tranh tài cuối năm nay không có cơ hội, hẳn là có thể đánh cược một lần. Lo là vì Lâm Nhất đã đắc tội với rất nhiều tông môn. Đặc biệt là đám tà tu không thuộc đế quốc, chỉ sợ việc này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hiện tại, Lăng Tiêu Kiếm Các đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, là miếng ngắm của rất nhiều người, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì đó, chưa chắc các tông môn khác sẽ ra tay cứu viện. Lâm Nhất, có phải đệ tử cốt cán của tông ta đều chết trong tay ngươi không? Đúng lúc này, các trưởng lão và đệ tử của Hỗn Nguyên Môn hùng hổ xông lại dưới sự dẫn dắt của Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Bác bừng bừng lửa giận. Ba đệ tử cốt cán đều chết tại mật cảnh Ma Liên, hơn nữa tất cả đều do Lâm Nhất giết. Đối với Hỗn Nguyên Môn thì đây không chỉ là tổn thất nặng nề mà còn là một việc vô cùng mất mặt. Đám người này nén giận đã lâu, nên vừa thấy Lâm Nhất xuất hiện liền chạy đến hỏi tội. Mộ tu hàn của huyết cốt môn ta cũng bị đệ tử Quý Tông ngăn bên ngoài bảo điện, xin hỏi chẳng lẽ Quý Tông không chào đón huyết cốt môn ta đến vậy à? Người của huyết cốt môn tụ lại xung quanh mộ tu hàn, cả đám hầm hầm bước đến. Ma Diễm Tông ta cũng không phải dễ chọc, Lâm Nhất, người đả thương Bạch Nhạc, còn cướp của hắn một viên đan càn khôn âm dương, người có dám thừa nhận không? Lại thêm một đám người đằng đằng sát khí tiến xông đến. Phút chốc, người của ba đại tông môn lũ lượt kéo đến, bao vây doanh địa của kiếm các. Tất cả các tông môn còn lại trong hoang nguyên tịch diệt bắt đầu bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, bọn họ cũng không quá ngạc nhiên.
Có nhiều lý do hơn nữa thì suy cho cùng cũng chỉ có hai chữ lợi ích. Nếu kiếm các chịu lùi bước, đưa ra bảo vật thì cục diện thoạt nhìn rất hung hiểm này sẽ nhanh chóng được giải quyết một cách dễ dàng. Bằng ngược lại, khó tránh khỏi sẽ xảy ra một trận đại chiến. Thế giới võ giả từ xưa đến nay vốn là vậy, luôn dùng thực lực để nói chuyện, mạnh được yếu thua là lẽ thường tình. Người của Thất Tuyệt Bảo cũng có hành động. Ba đại tông môn đồng loạt khởi binh hỏi tội đã đủ chấn động, không ngờ lại có thêm một tông nữa. Người của Thất Tuyệt Bảo không nói một lời, nhưng sắc mặt họ còn khó coi hơn bất kỳ ai. Túi trữ vật của Kinh Tuyệt đã bị Lâm Nhất lấy đi, chưa kể bên trong có một thanh bảo binh thượng cổ. Lạc Phong thầm thở dài, nên đến cuối cùng vẫn đến. Tứ tông liên thủ, dần dần ép sát. Với cục diện hiện tại, kiếm các gần như rơi vào thế bị động. Chương 1165 tính cảnh giác của tên nhóc này cao thật. Hỗn Nguyên Môn, Ma Diễm Tông, Huyết Cốt Môn và Thất Tuyệt Bảo, bốn tông môn cùng liên thủ bức bách khiến tình thế trở nên cực kỳ căng thẳng. Văn Ngạn Bác sầm mặt, dùng tu vi mạnh mẽ của bản thân để tạo áp lực, quát hỏi, Lâm Nhất, người ra tay giết đệ tử cốt cán của tông ta, có dám thừa nhận hay không? Cũng thú vị thật đấy, chẳng phải Hỗn Nguyên Môn các người phái ba tên phế vật đó đến để giết ta hay sao? Ông cảm thấy rất ngạc nhiên khi chúng chết trong tay ta à? Lâm Nhất thờ ơ đáp. Giọng điệu không nhanh không chậm, chứa đầy ý trào phúng khiến Văn Ngạn Bác tức xanh mặt. Thất Tuyệt Bảo ta không quan tâm đến ân oán giữa ngươi và các tông môn khác, hôm nay, nếu ngươi không giao ra túi trữ vật của Kinh Tuyệt thì đừng hòng rời khỏi Hoang Nguyên tịch diệt. Đại trưởng lão Thất Tuyệt Bảo nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất, trong mắt ông ta tràn đầy sát khí. Còn có đan càn khôn âm dương của Ma Diễm Tông ta nữa. Vì ngươi mà Mộ Tu Hàn không thể tiến vào bảo điện, ngươi cũng phải đền bù tổn thất cho chúng ta. Nếu không, ta sẽ cho tên nhóc nhà ngươi nếm thử 108 loại hình phạt của Huyết Cốt Môn, khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Ba tông hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng mặt Lâm Nhất, muốn đòi lại những gì mà hắn lấy được trong bảo điện. Láo xược, từ khi nào mà đệ tử Lăng Tiêu kiếm các lại đến lượt các ngươi dạy bảo. Toàn thân Lạc Phong trưởng lão toát ra kiếm ý uy nghiêm mà sắc bén, ông ta bước lên ngăn ở phía trước. Văn Ngạn Bác nhìn quanh một lượt, thầm cười lạnh, nếu như chỉ có Hỗn Nguyên Môn ra mặt thì có lẽ hôm nay sẽ không làm gì được kiếm các, thế nhưng, tên nhóc này đắc tội với quá nhiều người, chẳng khác nào tạo cơ hội cho ông ta. Nghĩ vậy, ông ta nhếch mép cười, nói các vị, nói nhảm với lão quỷ này làm gì, chắc chắn bảo vật lấy được trong bảo điện đều nằm trên người tên nhóc kia, cứ bắt hắn đi là được. Nếu kiếm các dám ngăn cản, bốn tông cùng liên thủ tiêu diệt bọn họ. Sợ là các ngươi không có bản lĩnh đưa người của Lăng Tiêu kiếm các đi. Trong doanh địa, trưởng lão chấp kiếm giận dữ cầm theo kiếm Tiêu Vân bước ra. Ồ, hóa ra có trưởng lão chấp kiếm ở đây nên mới hùng hồn như vậy, thế nhưng, uy danh của trưởng lão chấp kiếm là do bảy người liên thủ mới có được. Ở đây chỉ có mình ngươi, lão phu cũng không sợ. Đại trưởng lão Thất Tuyệt Bảo hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra, một luồng sức hút mạnh mẽ xuất hiện. Dưới lực hút do chân nguyên ngưng tụ, vô số bông tuyết đang bay lượn giữa không trung bỗng quay cuồng, muốn cuốn lấy Lâm Nhất lôi đi. Lâm Nhất đã sớm đề phòng, nên khi đối phương vừa ra tay, kiếm khí ngưng tụ khắp người hắn liền bộc phát. Âm thanh tựa rồng ngâm hổ gầm vang lên, cùng lúc đó, hắn vung quyền đánh nát luồng sức hút đáng sợ kia. Dù tu vi của ông lão này có cao thâm cỡ nào đi nữa thì với khoảng cách hơn 10 mét, muốn kéo Lâm Nhất qua đó, e là có hơi xem thường hắn. Tính cảnh giác của tên nhóc này cao thật. Trong mắt đại trưởng lão Thất Tuyệt Bảo lóe lên tia tức giận, chân nguyên cuộn trào, ông ta muốn dùng thủ đoạn mạnh bạo hơn để khống chế Lâm Nhất. Muốn chết. Chương 1166 cuối cùng vẫn đánh. Trưởng lão chấp kiếm nhướng mày, gần như không cách nào nhìn thấy rõ ông ta đã ra tay như thế nào, trong khoảng khắc, một luồng kiếm quang đã bắn thẳng về phía đại trưởng lão Thất Tuyệt Bảo. Kiếm Tiêu Vân. Đại trưởng lão Thất Tuyệt Bảo biến sắc, vội vàng né tránh. Ông ta né tránh rất nhanh, nhưng các trưởng lão và đệ tử đứng sau ông ta thì không được may mắn như vậy. Bọn họ lãnh chọn một kiếm này, tử thương không ít. Cùng xông lên. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Văn Ngạn Bác biết thời cơ đã đến. Phút chốc, toàn thân ông ta tràn ngập lực lượng long tượng cổ xưa, sau khi hét to một tiếng,
Văn Ngạn Bác dẫn theo các trưởng lão xông lên. Viêm Vân Quyền, liệt hỏa phần thiên. Lực lượng long tượng hừng hực thiêu đốt, cùng là Viêm Vân Quyền, nhưng ở trong tay Văn Ngạn Bác lại có uy lực gấp mấy lần so với Trương Viêm. Hơn 10 tên trưởng lão Hỗn Nguyên môn đồng loạt ra tay, tất cả đều thi triển Viêm Vân Quyền. Phút chốc, lửa cháy đầy trời, những ngọn lửa hừng hực dung hợp với nhau, hình thành một con hung thú khổng lồ, khủng bố và nanh ác. Nó từ trên cao bổ nhào về phía trưởng lão chấp kiếm với xu thế thiêu rụi hết thảy. Liệt hỏa vô tận dường như từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên, Văn Ngạn Bác đã có chuẩn bị từ trước, nếu không phối hợp cùng các trưởng lão khác thì e là khó có thể đạt đến tình trạng hoàn mỹ như vậy. Lăng Tiêu kiếm pháp, kiếm toái lăng vân. Nhưng lúc này, bỗng nhiên, một luồng kiếm quang sáng chói từ trong biển lửa phóng thẳng lên trời, hệt như ánh thái dương, dễ dàng bóp nát lực lượng long tượng đang thiêu đốt hừng hực. Chút tài mọn. Trưởng lão chấp kiếm cầm kiếm Tiêu Vân trong tay, cả người ông ta toát lên phong thái bế nghệ chúng sinh, kiếm trong tay không ngừng run lên. Uy lực đáng sợ của kiếm Tiêu Vân khiến các trưởng lão của bốn tông môn thay đổi sắc mặt. Uy lực một kiếm có thể phá vỡ một chiêu do 10 trưởng lão cùng liên thủ đánh ra. Kiếm Tiêu Vân quả là danh bất hư truyền, không cần phải nhiều lời với lão già này, chư vị, cùng xông lên bắt sống Lâm Nhất. Nhìn ra được uy lực bất phàm của kiếm Tiêu Vân, thế nhưng đại trưởng lão Thất Tuyệt Bảo lại không hề nao núng, càng không có ý định lui bước. Phong cách làm việc của các tông môn không thuộc đế quốc chẳng khác nào thổ phỉ, hoặc có thể nói, gần như là tà tu. Trừ phi lấy được túi trữ vật của Lâm Nhất, nếu không, đám người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Đánh! Người của Ma Diễm Tông và Huyết Cốt Môn đã sớm mất kiên nhẫn, nhìn thấy Thất Tuyệt Bảo dần đầu xông lên, bọn họ cũng không chần chừ nữa. Xuất kiếm! Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức rút kiếm ra. Phút chiếc giữa hoang nguyên đầy tuyết, âm thanh kiếm ra khỏi vỏ vang lên không dứt. Từ trên xuống dưới kiếm các, bất kể là trưởng lão hay đệ tử, không một ai tỏ vẻ sợ hãi. Cuối cùng vẫn đánh. Chương 1167 kiếm của ta, vinh quang bất diệt. Nếu Lăng Tiêu kiếm các chịu thỏa hiệp thì đó không còn là Lăng Tiêu kiếm các nữa rồi, dù tất cả có phải chết trận thì bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Hỗn Nguyên môn đúng là quá đáng, đám tà tu kia không biết liêm sỉ thì cũng thôi đi, không ngờ một tông môn có danh tiếng trong đế quốc mà cũng vô sỉ đến thế. Hèn gì mấy năm nay bọn họ luôn là bại tướng dưới tay Lăng Tiêu kiếm các, xem ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Tuy nhiên, Lăng Tiêu kiếm các có hơi tự đại, bốn tông cùng liên thủ, thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ trách Lâm Nhất quá nổi bật nên đã khiến nhiều người đỏ mắt. Đúng vậy, trước đây, tuy rằng mỗi khi kết thúc mật cảnh đều có tranh đấu, nhưng đây là lần đầu tiên năm tông môn lớn đấu đá với nhau. Trong hoang nguyên tịch duyệt, trưởng lão của các tông môn còn lại đều lộ vẻ tức giận và bất bình, thế nhưng, bọn họ cũng không quá bất ngờ. Một khi bảo vật xuất thế, sẽ có vô số võ giả bị hấp dẫn, các tông môn cũng thế. Huống chi, Lâm Nhất lên đến tầng 10 của Bảo Điện, tạo nên truyền thuyết. Những thứ mà hắn lấy được e là vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, hỏi sao không khiến kẻ khác động lòng cho được. Lần này Lăng Tiêu kiếm các dẫn theo 18 vị trưởng lão cảnh giới tử phủ, 48 vị chấp sự bán bộ tử phủ, còn có 100 đệ tử tinh anh thuộc bảng địa do Hân Tuyệt thống lĩnh. Tuy là đội ngũ không yếu, nhưng so với bốn tông liên thủ thì thật sự không đáng vào đâu. Nếu không có trưởng lão chấp kiếm ở đây, sợ là thực lực càng thêm chênh lệch. Tuy nhiên, từ trên xuống dưới kiếm các lại tràn đầy khí phách, dù ở trong tuyệt cảnh cũng quyết không lùi bước. Bất kể ngày thường giữa bọn họ có mâu thuẫn gì thì giờ phút này, trên dưới một lòng, cùng chung mối thù. Hỡi các đệ tử kiếm các, kết trận. Giữa chiến trường ác liệt, dưới bầu trời đầy tuyết, mái tóc dài của Hân Tuyệt tung bay trong gió, kiếm trong tay y chĩa thẳng lên trời, mang theo khí phách hào hùng. Kiếm quang ngưng tụ thành một tia chớp xẹt qua, bộc phát hào quang rực rỡ, sáng chói mắt. Có. Phút chốc, các đệ tử tinh anh thuộc bảng địa nhanh chóng chạy về phía Hân Tuyệt. Năm tông khai chiến, gần trăm tên cao thủ cảnh giới tử phủ ra sức chém giết. Chân nguyên gào thét, kiếm quang tứ tán. Đủ loại sát chiêu va chạm giữa không trung tạo thành cảnh tượng vô cùng kích thích. Hãm sâu trong đó,
Lâm Nhất có cảm giác máu trong người như đang sôi trào, bất giác hắn nhớ đến cảnh tượng mà mình đã thấy được ở tầng 8. Xíu, yêu yêu. Hắn còn chưa kịp ra tay thì một luồng gió lạnh lẽo và khát máu đã đánh úp lại. Mộ Tu Hàn cầm kiếm xuất hiện trong tầm mắt, hắn ta thờ ơ nhìn Lâm Nhất, hôm nay, không chỉ ngươi phải chết, mà các đệ tử và trưởng lão của kiếm các cũng sẽ chôn cùng ngươi, tất cả các ngươi sẽ cùng xuống địa ngục để sám hối. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức phi thân nhào đến. Ầm. Trước khi tiếp đất, kiếm quang huyết sắc hóa thành từng đợt sấm sét giữa không trung, không ngừng đánh xuống. Giữa những bông tuyết bay tán loạn, kiếm quang hệt như tia chớp kia dường như có thực. Kiếm của ta, vinh quang bất diệt. Y ngắn. Chương 1168 thứ đó vốn nên thuộc về hắn ta. Khoảnh khắc cầm lấy chuôi kiếm táng hoa, Lâm Nhất bỗng dưng nhớ đến những lời này. Hắn nhướng mày, rút kiếm ra khỏi vỏ. Phá! Kiếm thế thủy nguyệt bộc phát từ trên người hắn hệt như cơn sóng lớn, dưới sự gia trì của kiếm ý bán bộ tiên thiên, một kiếm chém ra lập tức phá vỡ kiếm quang huyết sắc giữa không trung. Có tiến bộ không ít, tuy nhiên, vẫn phải chết. Mộ Tu Hàn nhếch mép cười, sau đó liên tiếp chém ra 9981 kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát khí đỏ tươi, mang theo thứ mùi tanh gay mũi cùng vô số oán khí, quả thực cực kỳ đáng sợ. Sóng to ngập trời. Chân nguyên được truyền vào thân kiếm táng hoa mảnh khảnh và cổ xưa, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, khí tức âm u vờn quanh, như mộng như ảo. Cổ tay Lâm Nhất run lên, kiếm thế đầy trời bỗng chốc ngưng tụ thành từng cột nước trên mặt đất, phun thẳng lên trời. Từng luồng kiếm quang vô cùng sắc bén bắn thẳng ra, khuấy động bầu trời đầy gió tuyết. Kế đó, kiếm quang ngưng tụ, cuối cùng dung hợp thành một cơn sóng thần, cuốn lấy vô số bông tuyết, nghênh ngang nghênh đón kiếm ảnh đang hung hãn chém xuống. Ầm. Bông tuyết vỡ vụn, kiếm ảnh tiêu tan, Mộ Tu Hàn giữa không trung lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta thật sự không dám tin đối phương lại có thể dễ dàng phá vỡ sát chiêu ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa đứng đó, kiếm ý sắc bén từ trên người hắn bắn ra bốn phía, hệt như một gốc mai ngạo nghễ vươn lên giữa một trời gió tuyết. Hắn điểm nhẹ mũi chân xuống đất, cả người vọt lên như một gốc mai đang nhảy múa, lại như một làn khói nhẹ. Thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại, uyển chuyển nhưng sự sắc bén và ngạo khí ẩn trong đó lại khó có thể xem nhẹ. Phập. Giữa không trung, Mộ Tu Hàn đã liên tục lui về sau nhưng vẫn không tránh được một kiếm này. Vai phải của hắn ta bị đâm trúng, máu tươi trào ra. Ngươi cũng chỉ đến thế. Lâm Nhất rơi xuống đất, hờ hững nói. Kẻ sắp chết mà cũng dám ngông cuồng thế à? Vèo. Hai bóng người hóa thành một cơn cuồng phong vọt đến, dừng lại bên cạnh Mộ Tu Hàn. Đó chính là Kinh Tuyệt và Bạch Nhạc, hiển nhiên, bọn họ vừa thoát khỏi trận chiến với các chấp sự của kiếm các. Trong bảo điện Hắc Liên, hai người này đều bại dưới tay Lâm Nhất, nhưng bây giờ, bọn họ đã thăng cấp lên huyền võ tầng 10, thế nên cả hai không chút e ngại Lâm Nhất. Sát ý trên người họ rất nặng, thầm nghĩ muốn rửa sạch mối nhục trong bảo điện. Đừng khinh địch. Kiếm ý của hắn có hơi kỳ quái, Mộ Tu Hàn liếc nhìn vết thương trên vai, lạnh lùng nói. May mà hắn ta kịp thời tránh đi, nếu không, e là đã bị một kiếm này đâm thủng rồi. Cùng lên đi, túi trữ vật của hắn chia ba, Kinh Tuyệt thản nhiên nói. Hắn ta chỉ để tâm đến bảo đao nằm trong túi trữ vật của Lâm Nhất. Thứ đó vốn nên thuộc về hắn ta. Vì lẽ đó, liên thủ với ai cũng được, không sao cả. Chương 1169 đáng giận, đây là loại sức mạnh gì? Đúng ý ta. Bạch Nhạc liếm đôi môi khô khốc, nở một nụ cười dữ tợn. Chia đều à, cũng được. Mộ Tu Hàn ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, trong mắt hắn ta lóe lên tia tham lam. Hắn ta không tiến vào bảo điện nên chẳng được gì cả, nếu có thể chia đều túi trữ vật của Lâm Nhất thì còn gì bằng. Đó sẽ là một khoản thu cực lớn. Mong là các ngươi đừng hối hận. Ánh mắt Lâm Nhất vô cùng lạnh lẽo, hắn nắm chặt chuôi kiếm táng hoa. Dường như cảm nhận được sát ý trong lòng hắn, thanh kiếm không ngừng run lên, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía. Không đợi ba người ra tay, trong gió tuyết, thiếu niên mặc một bộ thanh sam, cầm trong tay trường kiếm, đã bất ngờ lao về phía bọn họ. Muốn chết à? Ba người Mộ Tu Hàn đứng sóng vai bên nhau. Nhìn Lâm Nhất chủ động lao đến giữa gió tuyết quay cuồng.
Bọn họ nhếch miệng cười khẩy. Nhưng không bao lâu sau, ba người không cười nổi nữa. Giữa màn tuyết trắng xóa, rõ ràng là trong tầm mắt của bọn họ, thiếu niên áo xanh cùng kiếm của hắn đang không ngừng tiến đến gần, nhưng không biểu sao cả ba lại dần dần có cảm giác mờ mịt. Kiếm thế của hắn tựa như một đám mây lơ lửng trên bầu trời, rất vô chừng. Sao không thấy nữa? Đột nhiên, thiếu niên áo xanh biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Cả ba biến sắc, lập tức đề cao cảnh giác, ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Boang! Tiếng kiếm ngân vang, một luồng kiếm quang màu tím thình lình xuất hiện, chém vào lưng Bạch Nhạc. Bạch Nhạc không chút do dự rút kiếm ra đỡ. Ầm ầm! Khoảnh khắc lưỡi kiếm va chạm, chân nguyên bị chấn động, Bạch Nhạc bị đánh bật ra sau, lòng bàn tay hắn ta tê dại, bất giác siết chặt chuôi kiếm. Đáng giận, đây là loại sức mạnh gì? Trong mắt Bạch Nhạc lóe lên tia khác thường, rõ ràng là hắn ta đã thăng cấp lên huyền võ tầng 10, thế nhưng không bàn đến chân nguyên và kiếm ý thì thực lực vẫn yếu hơn đối phương một bậc. Có thêm cả hai thứ đó phụ trợ thì cùng là một kiếm nhưng uy lực lại có sự chênh lệch cực lớn. Sau khi đẩy lui đối phương, Lâm Nhất cũng không tiếp tục truy giết, mà đột nhiên xoay người đâm ra một kiếm, dường như đằng sau lưng hắn có mọc thêm mắt vậy, kiếm trong tay lóe lên tia sáng lạnh, lập lòe như sao trời, mang theo khí lạnh bức người vọt về phía Kinh Tuyệt đang định đánh lén. Thoạt nhìn có vẻ như Kinh Tuyệt chủ động lao đến kiếm táng hoa, nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, có thể thấy được sắc mặt hắn ta thay đổi rõ rệt, cả người điên cuồng lui về sau. Hộc hộc! Trong lúc di chuyển, họa tiết núi non trên ống tay áo uốn lượn như dòng nước, sóng nước dâng trào. Thanh linh, một luồng kiếm quang từ trên bổ xuống, có thể thấy được mộ tu hàn từ giữa không trung xà xuống. Chương 1170 ánh sáng hạo nguyệt. Hiển nhiên, hắn ta bị kiếm quang hùng hậu của Lâm Nhất đè ép. Keng! Mộ tu hàn giơ kiếm ngang ngực, cắn răng chống đỡ một kiếm này. Đỡ được à, Lâm Nhất thờ ơ nói. Kiếm của hắn tựa như sóng nước ầm ầm nổi dậy trên mặt hồ, gào thét mà đến, sau đó phun trào mãnh liệt rồi liên tục rơi xuống. Xoẹt 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 xoẹt. Phút chốc, kiếm quang chút xuống như một cơn mưa rào, bao phủ mộ tu hàn. Mộ tu hàn bị kẹt trong đó, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Đối mặt với vô số luồng kiếm quang không ngừng bổ xuống, hắn ta phải liên tục lui về sau. Sau 7-7-49 kiếm, đột nhiên, Lâm Nhất mạnh tay chém ra một kiếm, đánh bay mộ tu hàn. Cổ tay hắn run lên, trở tay đâm tiếp một kiếm. Xíu, yêu yêu. Mũi kiếm lóe lên tia sáng lạnh hệt như ánh sao trời không ngừng phóng đại trong mắt Kinh Tuyệt. Khí thế hung ác của hắn ta phút chốc bay biến đâu hết, cứ như một quả bóng xì hơi. Lúc này, sắc mặt Kinh Tuyệt cực kỳ khó coi. Vẫn là một kiếm, vẫn chỉ một động tác xoay người. Vậy mà đã tìm được sơ hở của hắn ta. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Nhưng lúc này, Lâm Nhất không cho Kinh Tuyệt có cơ hội tránh né, hắn liên tục tiến đến gần, hiện tại, mũi kiếm chỉ cách vai hắn ta hai tấc. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Kinh Tuyệt lúc này. Mồ hôi lạnh túa ra, hắn ta không thể xoay người, cũng không thể tiến lên, mà chỉ có thể liên tục lui về sau. Thế nhưng kiếm của đối phương như hình với bóng. Bất kể hắn ta có lui cỡ nào đi nữa thì khoảng cách giữa hắn ta và mũi kiếm vẫn không vượt qua hai tấc. Không còn lui được nữa, Kinh Tuyệt bị ép vào đường cùng. Hắn ta hét lên một tiếng, tay phải cầm đao vung lên, dùng tốc độ cực nhanh bổ về phía Lâm Nhất. Boang! Thế nhưng, dường như Lâm Nhất đã sớm đoán được, kiếm trong tay lập tức chém xuống, rạch một đường trên cánh tay Kinh Tuyệt, máu tươi trào ra. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, động tác của Lâm Nhất nhanh như tia chớp, kiếm táng hoa không ngừng hướng xuống. Kinh Tuyệt dốc hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ để né tránh, nhưng vẫn không cách nào tránh hết được. Mũi kiếm đâm trúng ngực hắn ta, máu tươi bắn ra, đồng thời, hắn ta cũng bị đánh bay. Kim ô ấn sau lưng bộc phát hào quang, hai tay Lâm Nhất giang ra, hắn lao đi như tia chớp, phút chốc bay vọt lên trời. Dầm! Mộ tu hàn và Bạch Nhạc cùng thi triển sát chiêu, nhưng lại đánh vào khoảng không. Mặt đất bị oanh kích không ngừng chấn động, bầu trời cũng rung lắc dữ dội, nham thạch và bông tuyết nổ tung tóe. Ánh sáng hạo nguyệt. Hai người còn chưa kịp thoát ra thì giữa không trung, một luồng kiếm quang mênh mông và bá khí,
cứ như một vầng trăng rực lửa đánh thẳng xuống. Kiếm như trăng sáng như lửa. Chương 1171 dạng danh lăng tiêu kiếm các ta. Luồng kiếm quang này mạnh đến mức không tưởng, khiến rất nhiều người đứng bên ngoài quan sát trận chiến đều cảm thấy rất bất ngờ, khó mà tin được. Phụt! Bị kiếm quang chém trúng, kiếm thế của hai người Bạch Nhạc và Mộ Tu Hàn vỡ vụn, chân nguyên hộ thể bị nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe. Cái này! Không thể nào! Bọn họ vô cùng kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình. Rõ ràng là hai người cùng liên thủ nhưng vẫn không đỡ nổi một kiếm của Lâm Nhất, thậm chí, không chỉ không đỡ nổi, mà chân nguyên hộ thể của bọn họ còn bị phá nát, để lại những vết thương dữ tợn. Đối phương chỉ là một nhân tài mới nổi, đạt đến cảnh giới huyền võ tầng 9 mà thôi, dù có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng không thể dễ dàng đánh bại bọn họ mới đúng. Lúc ở trong mật cảnh Ma Liên, thực lực của hắn cũng không mạnh đến thế, thậm chí khi ở tầng 9 của Bảo Điện, vẫn không đáng sợ như vậy. Rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì ở tầng 10 mà lại lột xác đến mức này? Trăng sáng chói mắt như lửa hừng hực thiêu đốt, hắn đã tu luyện thủy nguyệt kiếm pháp đến cảnh giới gì mà lại có thể thi triển ra uy lực đáng sợ như vậy? E là đã viên mãn đỉnh phong, kẻ này thật sự đáng sợ. Không chỉ có thế, ngoại trừ thủy nguyệt kiếm pháp đạt đến viên mãn đỉnh phong, rất có thể kiếm ý của hắn đã tiếp cận ranh giới tiên thiên rồi. Hẳn là vậy, kiếm ý tiếp cận tiên thiên, lại có thủy nguyệt kiếm pháp viên mãn đỉnh phong phụ trợ thì đạt đến uy lực bực này cũng không có gì lạ. Trong cuộc hỗn chiến ngũ tông, một kiếm này của Lâm Nhất, có thể nói là sự bất ngờ khó tin với tất cả mọi người, khiến các tông môn đứng nhìn trận chiến đều sáng cả hai mắt, rung động không thôi. Thủy Vô Ngân nghe trưởng lão của các tông môn bàn luận mà trong lòng lại thầm lắc đầu, hắn ta cảm thấy những người này nói rất đúng. Nhưng đều chưa nói đúng vào trọng điểm. Lâm Nhất chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó ở tầng thứ 10, kiếm của hắn rõ ràng đã tự tin hơn rất nhiều. Cảnh giới và tu vi không hề có chút thay đổi nào nhưng khí chất nội tại cả người lại gần như đã hoàn toàn thay ra đổi thịt. Đó là một loại khí phách khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả, chỉ có kiếm khách mới có thể hiểu được. Trong cuộc hỗn chiến, những người của kiếm các đang chiến đấu ác liệt với bốn tông môn, nhìn thấy cảnh này mà đồng loạt giật mình kinh hãi mãi. Hạo Nguyệt như lửa, đây là cảnh giới cao nhất của Thủy Nguyệt kiếm pháp rồi, đỉnh phong viên mãn. Lâm Nhất đã luyện được kiếm pháp siêu phẩm linh cấp đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn rồi à, thật không thể tưởng tượng được. Ha ha ha, giỏi lắm Lâm Nhất, quả nhiên là vượt ngoài dự đoán của ta. Tiêu Vân không tan, kiếm các không đổ, chư vị hãy cùng ta giết đến cùng, dạng danh lăng tiêu kiếm các ta. Dạng danh lăng tiêu kiếm các ta. Kinh ngạc trước sự lớn mạnh của Lâm Nhất, từ trên xuống dưới kiếm các bỗng nhiên hừng hực khí thế, trong một chốc lại khiến bốn tông liên thủ với nhau cảm thấy luồng áp lực cực lớn. Đáng ghét, hãy chết đi cho ta. Chương 1172 chết rồi. Cuồng phong nổi lên, thổi tung những bông tuyết vô biên vô tận, nhưng kinh tuyệt bị đánh lui, trong cơn thịnh nộ lại chẳng thèm để ý đến vết thương trước ngực. Khi chiều ánh sáng hạo nguyệt của Lâm Nhất chém qua, vào giây phút mà hắn chạm đất thì hắn ta sẽ lại xông lên giết một lần nữa. Một đao này của hắn tính toán cực kỳ chuẩn xác. Mặc kệ vết thương trước ngực đang trào máu tươi, hắn ta không hề có ý định kiềm chế mà chỉ trực chờ giây phút khi Lâm Nhất chạm đất. Sau đó, từ phía sau hắn ta sẽ chém đôi Lâm Nhất thành hai mảnh, hắn ta không tin mình sẽ thất bại lần thứ ba. View. Nhưng vào giây phút khi Lâm Nhất xoay người, hình thể đột nhiên đảo ngược, kinh tuyệt gần như không kịp xuất đao, một thân khí diễm đã tan biến hoàn toàn. Chỉ bởi vì kiếm của Lâm Nhất đã đặt vào giữa mi tâm của hắn ta. Nơi mi tâm, thậm chí còn có một giọt máu rơi xuống, đó là do mũi kiếm đâm vào làm rách ra. Sắc mặt kinh tuyệt lập tức tái mét, như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát, bắt đầu khẽ run lên. Sau khi nổi cơn thịnh nộ thì sơ hở lại càng lúc càng nhiều rồi, nếu như ngươi đã một lòng muốn chết, ta đành thỏa lòng mong ước cho ngươi. Không. Phụt. Lâm Nhất không hề cho kinh tuyệt cơ hội để tranh luận, một kiếm đâm xuyên qua mi tâm. Xương hàn vạn lý. Vào giây phút khi kiếm được rút ra, đi kèm với những tia máu văng tung tóe, Lâm Nhất xoay người tùy ý tung một sát chiêu của Thủy Nguyệt kiếm pháp. Kiếm thế vô biên. Nơi mà nó chạm đến, tất cả đều bị đóng thành băng.
Những bông tuyết ngập trời cùng với hai người Bạch Nhạc đang giãy giụa đứng dậy, sau một kiếm này lại giống như bị đóng băng lại, thời gian phảng phất như ngừng trôi. Bông tuyết bất động, hai bức tượng băng cũng không thể dịch chuyển. Rắc. Một giây sau, đợi sau khi bức tượng băng bị nứt vỡ, Bạch Nhạc và Mộ Tu Hàn đều bị nổ cho tan xác, lúc này sau khi luồng kiếm thế tan đi những bông tuyết mới tung bay trở lại. Trong tĩnh lặng, hai yêu nghiệt đã biến mất, cơ thể hòa vào những bông tuyết trắng ngập trời, thây cốt không còn. Chết rồi. Bốn phía kinh hoàng, ai cũng không ngờ được, kinh tuyệt, Mộ Tu Hàn và Bạch Nhạc lại đồng thời mất mạng dưới kiếm của Lâm Nhất. Cho dù cảm thấy hắn có đủ thực lực để đánh bại bọn họ thì cũng không chắc đã dám giết. Nhưng ai cũng không thể ngờ được, Lâm Nhất không chỉ dám giết, mà lúc giết lại còn không hề do dự, cực kỳ quyết đoán. Cảnh tượng này đã gây ra sự rung động sâu sắc cho các đại tông môn của bốn phía doanh địa. Cái này, chương 1173 cuộc hỗn chiến lúc này đã biến thành huyết chiến. 2. Đạo sát phạt của kiếm các quả thực đã được thể hiện một cách sâu sắc trên người đệ tử này. Thân là một kiếm khách, há lại có người nào mà không dám giết. Thủy Nguyệt kiếm pháp trong tay hắn quả thực là mạnh đến mức khó mà tưởng tượng được, tùy tâm tùy ý, thoải mái chi phối điều động. Đệ tử này về sau ắt sẽ nổi bật trong cuộc long môn tranh tài. Chẳng lẽ, cuối năm nay hắn sẽ khiêu chiến với thực lực của tám công tử sao? Công tử đều có thực lực đủ để giết chết cảnh giới tử phủ, hắn hẳn là vẫn chưa thể làm được, nhưng đánh được đến hạng 10 thì cũng chưa chắc là không được. Nếu như cuối năm nay hắn có thể thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 10, thì có lẽ... Đừng có lẽ nữa, đột phá huyền võ tầng thứ 10 khó đến mức nào chứ? Trong mật cảnh Ma Liên lần này hắn chưa thể đột phá huyền võ tầng thứ 10 thì trong 2 năm tới, e là sẽ khó có thể đột phá được, trên thế gian này làm gì có nhiều cơ duyên kỳ ngộ như thế. Quả thực, trong việc tu luyện huyền võ hậu kỳ, có rất ít người xuất hiện tình trạng mạnh mẽ đột phá. Trừ phi gặp được cơ duyên kỳ ngộ như mật cảnh Ma Liên, nhưng mật cảnh Ma Liên 20 năm mới xuất hiện một lần. Người bên ngoài chỉ cảm thấy ngạc nhiên bàng hoàng nhưng các trưởng lão của huyết cốt môn và thất tuyệt bảo thì lại nổi giận lôi đình. Ba tông kết hợp giữ chân của đệ tử kiếm các để tạo cơ hội cho nhóm ba người kinh tuyệt, nhưng có nghĩ nát cả óc cũng không thể ngờ được, ba người này lại chết cả dưới kiếm của Lâm Nhất. Báo thù. Trong ánh mắt của trưởng lão ba tông đều ngập đầy sát ý, bọn họ đã không còn có tâm trạng nào để mà đi tranh đoạt bảo vật nữa. Nếu có thì chỉ còn lại sát ý vô biên. Cho dù có phải trả giá toàn tông bị diệt thì cũng phải thì tên Lâm Nhất này. Nếu không sẽ khó mà xả được mối hận trong lòng này. Giữ vững trận hình, đừng để đám người này xông đến. Thế cục đột nhiên thay đổi hoàn toàn, người của ba tông không kiềm chân kiếm các nữa mà liều mạng xông vào kiếm trận do Lăng Tiêu kiếm các bày bố. Cuộc hỗn chiến lúc này đã biến thành huyết chiến. Chấp kiếm trưởng lão và nhóm người Lạc Phong đều bất cần mà liều mạng chém giết. Nhưng bất đắc dĩ, người của bốn tông môn quá đông, lập tức đã có 7-8 vị chấp sự cảnh giới bán bộ tứ phủ đột phá kiếm trận lao đến chỗ Lâm Nhất chém giết. Tiểu tử, nộp mạng lại đây. Hơn 10 vị chấp sự cảnh giới bán bộ tứ phủ này đã giết chóc đến đỏ mắt, người nào người nấy toàn thân mù mịt sát khí, cực kỳ đáng sợ. Chương 1174 mạo hiểm làm liều. Thu kiếm vào vỏ, Lâm Nhất khẽ vỗ lên túi trữ vật. Giây phút cờ chiến xích huyết xuất hiện đã bị đôi tay Lâm Nhất nắm chặt. Rắc rắc. Lá cờ ngưng tụ ra song nguyệt huyết liêm, đoạn cuối bật ra lưỡi hái tam giác sắc bén mà dữ tợn, chân nguyên ảo ạt tràn ra, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó. Trong bảo khí bao hàm sát khí ngùn ngụt, bỗng chốc như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực, bao trùm đến từng ngóc ngách của lưỡi đao xích diễm. Lâm Nhất nắm chặt lưỡi đao, đầu mày khẽ nhướn. Lạnh lùng nhìn 7-8 vị chấp sự đang xông về phía hắn. Dưới sức ảnh hưởng của lưỡi đao xích diễm trong tay, thế giới trong đôi mắt hắn ngập một màu máu tanh, như thực như ảo. Nếu như không thể tránh được giết chóc, vậy thì để máu tươi và thây cốt vô tận này được chôn dưới con đường đi đến đỉnh phong của Lâm Nhất đi. Giết không tha, chém diệt tuyệt. Bảo vệ Lâm Nhất. Chấp kiếm trưởng lão đang giao chiến với trưởng lão của bốn tông nhìn thấy chấp sự của đối phương đã đột phá kiếm trận thì mặt liền biến sắc. Nhưng người quá đông, dù gì thì cũng là 8 vị chấp sự, bọn họ đã cắt đuôi được hết nhóm người tiến lên chặn lại ở phía sau mà xông đến chỗ Lâm Nhất. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu,
cùng với sự lăn xả của trưởng lão bốn tông, sau đây sẽ có càng nhiều nguy hiểm ập đến với Lâm Nhất. Bảo khí à? Không biết ngươi có thể phát huy được mấy phần uy lực, nếu cảm thấy có bảo khí trong tay là có thể miễn chết thì ta thấy là ngươi đã nghĩ hơi nhiều rồi. Nhìn thấy Lâm Nhất gọi ra bảo khí, sắc mặt tám người thoáng thay đổi, nhưng ngay sau đó lại lập tức bật cười. Bảo khí, cho dù là cảnh giới tử phủ thì lúc thi triển cũng không dám nói có thể thuận tay đến mức nào. Lâm Nhất chỉ có tu vi huyền võ tầng thứ 9, e là đến nửa phần uy lực của bảo khí cũng khó mà thi triển được hết, có thể kiên trì được bao lâu cũng là vấn đề. Chân nguyên mà bảo khí cần tiêu hao, không phải một hậu bối cảnh giới huyền võ có thể chống chịu được. Ta sợ các ngươi không đủ để ta giết. Trong cơn bão tuyết quay cuồng, thần sắc Lâm Nhất lạnh nhạt, lưỡi đao xích diễm trong tay vung mạnh, lạnh lùng nói một câu. Nếu như đối phương có cao thủ cảnh giới tử phủ thì hắn còn có chút e dè, nhưng nếu chỉ là bán bộ tử phủ thì đừng trách hắn đại khai sát giới. Khi hắn ở cảnh giới huyền võ tầng thứ 7 đã có thể chi phối bảo khí ở trạng thái cận chiến, huống hồ là tu vi huyền võ cảnh giới tầng thứ 9 bây giờ. Rốt cuộc là ai nghĩ nhiều, rất nhanh thôi sẽ có đáp án. Mạo hiểm làm liều. Để ta xem ngươi còn ngông cuồng được đến lúc nào. Giết ba đệ tử nòng cốt của ba tông, chẳng có ai có thể sống sót được, hôm nay tiểu tử ngươi buộc phải chết. Nhìn thấy Lâm Nhất như vậy, trong lòng tám người không khỏi nổi giận, luận thực lực bọn họ là bán bộ tử phủ, luận số người lại càng nhiều hơn Lâm Nhất gấp 8 lần. Không biết Lâm Nhất này lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy chỉ cần có một thanh bảo khí đã có thể giết sạch bốn phương rồi. Lập tức, tám người cũng không hề lơ là, mỗi người liên thủ tung ra sát chiêu. Chân nguyên và sát khí hòa lẫn với nhau, nối liền thành một mảnh, ngọn lửa cuồn cuộn ngất trời cuốn theo những bông tuyết mù mịt, giống như một ngọn núi tuyết cực lớn áp về phía Lâm Nhất. Đến hay lắm! Chương 1175 Ánh sáng hạo nguyệt. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng, không đợi sát chiêu khủng khiếp như ngọn núi tuyết kia rơi xuống, hắn đã bật người bay lên không trung, lưỡi liềm tam giác trên lưỡi đao đâm mạnh ra. Quỳnh! Có luồng khí diễm huyết sắc hung mãnh ảo ạt tràn ra, chỉ một thoáng, lưỡi liềm tam giác sắc bén kia đã đâm nát ngọn núi tuyết. Tám người cảnh giới bán bộ tử phủ trên đất sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng lại xuất ra sát chiêu. Toái vân trảm. Phá sơn tuyệt. Huyết ảnh thập bát trảm. Cuồng diệm ấn. Tám người, mỗi người thi triển một sát chiêu tuyệt học, chân nguyên sao động, sát khí tràn ra. Từng luồng chân nguyên ngưng tụ thành những hiện tượng kỳ lạ, hung hãn rơi lên người Lâm Nhất đang ở trên không trung. Sát chiêu khủng khiếp hình thành áp lực mạnh mẽ nghiền nát những bông tuyết đang bay trong không trung. Ánh sáng hạo nguyệt. Trong không trung, mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc, thế giới trong mắt hắn là một màu đỏ máu. Lấy lưỡi đao trong tay làm kiếm, thi triển chiêu ánh sáng hạo nguyệt, lập tức gây nên một hiện tượng kỳ lạ vô cùng. Bảo khí này tế ra ánh sáng hạo nguyệt. Giống như một vầng trăng máu, trong sự khoáng đạt còn mang theo sát khí âm u khiến người ta không rét mà run. Huyết nguyệt ngưng tụ thành một luồng kiếm quang, đón đầu sát chiêu của tám người, đồng thời điên cuồng lao đi. Rầm, rầm, rầm. Kiếm quang tung hoành, từ trên trời giáng xuống, ánh sáng hạo nguyệt này so với khi dùng táng hoa kiếm thi triển thì uy lực càng khủng khiếp hơn nhiều. Có uy lực của bảo khí chống đỡ, không chỉ sát khí bức người mà uy lực cũng đạt cực đại. Loại sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể này khiến Lâm Nhất phảng phất như có chút mất khống chế. Phập. Chỉ một thoáng bằng một nhịp hô hấp, huyết quang chém vỡ sát chiêu của tám người, lấy thế sấm sét chém vào cánh tay của một người trong số đó. Máu tươi văng lên tung tóe, đột ngột vang lên tiếng kêu thảm thiết. Giết. Không đợi hắn kịp tỉnh táo lại, Lâm Nhất đáp xuống nhanh như một tia sét, lưỡi đao xích diễm trong tay không chút lưu tình mà đâm ra. Chân nguyên hộ thể toàn thân và nội giáp huyền khí của ông ta đều bị đâm nát vụn dưới một đòn tấn công này. Nhục thân ngay lập tức nổ tung thành một làn xương máu. Sự dữ tợn và đáng sợ của lưỡi đao xích diễm đã thể hiện ra một cách triệt để, nó rung lên bần bật trong tay của Lâm Nhất. Cảnh tượng đột ngột này khiến bảy người còn lại ngây ngẩn cả người, não bộ giống như tạm ngưng hoạt động. Đường đường chấp sự cảnh giới bán bộ tử phủ, sao có thể nói chết liền chết rồi. Chém. Không cho những người này có thời gian ngây ngẩn, thân hình Lâm Nhất loáng cái, lưỡi đao vung lên lại chém đứt eo của một người.
lui, lui. Mau tách ra, bảo khí này có chút quái dị. Liên tục có hai người bị giết, khiến tất cả mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn thấy Lâm Nhất đang sắp đến gần, thần sắc trong mắt bỗng trở nên hoang mang vô cùng. Chương 1176 lại có một kẻ đến tìm chết sao? Mắt thấy ba người này sắp lần lượt mất mạng, một luồng đao quang rơi xuống chặn lại lưỡi đao xích diễm. Lâm Nhất chỉ cảm thấy hai tay tê dần, bị chấn mạnh về phía sau, sau khi tiếp đất lại tiếp tục lui thêm mấy bước nữa mới đứng vững. Ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một lão giả áo xám của Thất Tuyệt Bảo, uy áp đậm đặc mù mịt bao trùm trên cơ thể. Là trưởng lão cảnh giới tử phủ. Trong đế quốc Đại Tần cũng có người chính trực thế này, lão phu quả thực luyến tiếc phải giết ngươi, nhưng ngươi bắt buộc phải chết. Lão giả áo xám tiến lên trước, thế đao sắc bén cực kỳ hòa lẫn với uy lực của cảnh giới tử phủ ào ạt tràn ra. Ngươi còn chưa đến nhưng đã đánh nát thế đao trên người Lâm Nhất. Mạnh quá! Đây chính là thực lực của kẻ mạnh thuộc cảnh giới tử phủ, hoàn toàn khác biệt so với bán bộ tử phủ trước đó. Xoẹt xoẹt xoẹt! Ông ta không để cho Lâm Nhất có thời gian thở, khom người tiến lên, liên tiếp chém ra ba đao. Sau ba đao, khóe miệng Lâm Nhất đã rỉ ra một đường máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trong lúc cơ thể bay ra, hắn nghiến chặt răng, lưỡi đao trong tay lật lại, lấy xong nguyệt huyết liêm trong tay vạch về phía trước một đường cong ánh sáng. Hồng hộc! Lão giả áo xám mặc dù có phản ứng lại nhưng vẫn tránh muộn một chút, trước ngực bị kéo ra một vết máu nhàn nhạt. Xoa xoa vết thương trước ngực, hàn mang trong đáy mắt của lão giả áo xám càng trở nên âm u lạnh lùng. Keng! Không đợi Lâm Nhất chạm đất, cơ thể ông ta thoáng lóe lên, chém một đao về phía lưỡi đao xích diễm khiến nó tuột khỏi tay hắn, đồng thời để lại một vết thương đáng sợ trước ngực hắn. Ca! Hân Nhiên kinh hoàng, những trưởng lão còn lại của kiếm các cũng lập tức biến sắc. Rốt cuộc thì vẫn bị đối phương đột phá được tuyến phòng ngự, để lọt một trưởng lão cảnh giới tử phủ vào trong, mà ông ta còn là một đao khách ngoan độc. Muốn chết! Hân Tuyệt đang dây dưa với một chấp sự của đối phương, sắc mặt trầm xuống, hóa thành một luồng thiểm điện lập tức đánh tới. Trước mắt, người của kiếm các không đủ, rất khó để có một trưởng lão rảnh ra quay về cứu viện. 10 vị trưởng lão của kiếm các cơ bản đều là lấy một chọi ba, chấp kiếm trưởng lão lại càng là người để kiếm các dựa dẫm nên lấy một chọi 10. Ngoài y ra, chẳng còn ai có thể giúp đỡ được Lâm Nhất. Nghĩ cũng không nghĩ, Hàn Tuyệt liền thì triển kinh lôi kiếm thế của mình đến giới hạn rồi xong tới. Lại có một kẻ đến tìm chết sao? Lão giả áo xám lạnh lùng bật cười vung tay tung ra một đạo bèn chém về phía một kiếm kinh lôi này. Chương 1177 Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhưng kinh lôi kiếm thế của Hân Tuyệt rõ ràng đã nằm ngoài tầm dự đoán của ông ta, nó còn mạnh hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng. Uy lực một kiếm này đã khiến ông ta phải bật lui lại mấy bước. Muốn giết Lâm Nhất, phải qua cửa này của ta đã. Tia điện bao trùm khắp người từ trên xuống dưới nổ lách tách không ngừng, kiếm thế mạnh mẽ phát ra từ trên người Hân Tuyệt, ánh mắt y lạnh lùng nhìn đối phương, không hề mang chút e sợ nào. Bán bộ tử phủ. Lão giả áo xám nhạy bén cảm nhận được khí tức trên người Hân Tuyệt, thoáng ngây ra, ngay sau đó cười nói, Lăng Tiêu kiếm các thật là nhiều nhân tài, nếu như là cảnh giới tử phủ bình thường thì e là sẽ chẳng làm gì được ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta, chết đi. Lời vừa dứt, ông ta liền bật người bay lên không trung sau đó hung hăng chém một đao xuống. Trong một thoáng, sấm sét vang lên ầm ầm, đến khi đao mang chém xuống thì lại giống như một con dao long dữ tợn và đáng sợ. Rắc! Hân Tuyệt chặn lại một đao này bật lui lại ba bước, thanh trường kiếm trong tay bị đánh cho gãy nát. Lòng bàn tay tứa máu, dòng máu chảy dọc theo đốc kiếm, từng giọt nhỏ xuống nền đất phủ tuyết trắng xóa. Sư huynh! Đón kiếm. Ở chỗ không xa, Lâm Nhất bị thương nặng nằm trên mặt đất, một tay ôm miệng vết thương trên ngực, một tay quăng thanh kiếm từ trong túi trữ vật ra. Đó chính là một thanh bảo binh thượng cổ mà hắn lấy được trong tầng thứ 9. Đáy mắt Hân Tuyệt thoáng qua tia sáng kỳ lạ, không đợi bảo binh rơi xuống, người đã xoay một vòng trong không trung bắt lấy thanh kiếm này. Nhưng đao mang tựa dao long phía sau lưng bám giết như hình với bóng chém qua. Không kịp nghĩ nhiều, Hân Tuyệt bất thình lình quay người lại rút kiếm khỏi vỏ. Quỳnh!
Quang mang nơi kiếm thân sáng bùng lên, bảo binh thượng cổ bao hàm luồng kiếm thế lạnh lẽo, chói mắt giống như một vầng mặt trời cực lớn. Lại là bảo khí. Lão giả áo xám đang tập kích bất ngờ thấy vậy mặt thoáng biến sắc, trong lòng thì lại chửi ầm lên. Mãi không hết sao. Hảo kiếm. Tay cầm bảo binh thượng cổ, Hân Tuyệt lơ lửng giữa không trung bật cười ha hả, dùng kiếm chém nát vụn thế đao tàn nhẫn tuyệt tình của đối phương, sau đó được thế lấn tới, lấy uy lực của bảo binh, thi triển uy lực kinh lôi kiếm pháp đến mức cực hạn. Keng 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 keng. Chín luồng kiếm mang kinh lai sáng rực như mặt trời ban trưa, luồng sau hung hãn hơn luồng trước nối tiếp nhau xuất ra, cuối cùng cũng chém nát uy lực cô động và nặng nề của cảnh giới tử phủ trên người lão giả áo xám. Đợi đến khi chiêu kiếm cuối cùng chém xuống, đã cắm thẳng vào ngực của ông ta, chém mạnh ông ta xuống. Kính Hoa Thủy Nguyệt, chương 1178 đau quá. Lâm Nhất nằm trên mặt đất đã tạm thời lấy lại được chút sức lực, có tia sáng lóe lên nơi đáy mắt, bàn tay vỗ mạnh lên mặt đất. Hắn bật người bay lên, tay nắm đốc kiếm, để mặc những bông tuyết lạnh lẽo táp lên gương mặt mà xông thẳng về phía lão giả áo xám. Không biết lượng sức. Lão giả áo xám vẫn chưa chạm đất, nhìn thấy Lâm Nhất xông đến, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Bị trúng một đao của ông ta mà vẫn còn dám xông đến đây chịu chết. Nhưng nụ cười của ông ta đã đông cứng ngay sau đó, Lâm Nhất trong không trung bỗng hóa thành chín đạo tàn ảnh, giống như bóng mây mờ ảo rồi bỗng nhiên tan ra, thực thực giả giả, kiếm thế mênh mông chập chờn khiến ông ta khó lòng mà tìm ra được người thực. Chết! Chín đạo tàn ảnh kia bỗng chồng lên nhau ở một phía bên cạnh, vào giây phút khi tàn ảnh chồng lên nhau, có ánh trăng biến hóa ngay trên người Lâm Nhất. Lập lòe khi mờ khi tỏ, khi tròn khi khuyết, liên tục biến đổi. Đợi khi một kiếm của Lâm Nhất đâm qua, sau cơn mưa trời hửng nắng, ánh sáng rạng rỡ. Kiếm mang tựa như bông hoa đang dần nở rộ, trời cao trong xanh, sóng nước biêng biếc, hoa rơi và trăng sáng cùng bay múa, dòng nước trong mát như sắc trời mùa thu. Một kiếm này, Thủy Nguyệt Kính Hoa, như mở ra một mặt vô cùng đẹp đẽ của những bông tuyết tung bay ngập trời. Phập! Lão giả áo xám hầu như không kịp phản ứng lại đã bị kiếm này chém trúng yết hầu. Máu trào ra từ trên cổ, bắn ra những tia máu đỏ tươi. Trong màn gió tuyết mênh mông, vị trưởng lão cảnh giới tử phủ cực kỳ ngang tàng này đang ôm chặt lấy cần cổ mình, gương mặt chứa đầy vẻ không cam tâm ngã xuống. Vào giây phút khi ông ta ngã xuống, Lâm Nhất mới thả lỏng cơ thể, nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trông hắn dường như còn thê lương hơn cả những bông tuyết tung bay khắp trời này. Đau quá! Lâm Nhất cảm thấy đầu mình sắp nứt ra, sức lực toàn thân giống như một quả bóng da bị xì hơi đang không ngừng trôi mất. Thôi thúc lưỡi đao xích diễm vốn đã hao đi gần hết chân nguyên của hắn. Chúng thêm một đao của lão giả cảnh giới tử phủ cũng đặt hắn vào trong trạng thái trọng thương. Đao kia quá mức tàn ác, nó đến từ một đao khách cảnh giới tử phủ, một đao có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Gắng gượng chịu đựng thương tích thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt không chỉ khiến hắn phải hao sạch chân nguyên mà thậm chí còn là bội chi nghiêm trọng. Lúc này thả lỏng cơ thể, hắn mới cảm nhận được cơn mệt mỏi và đau đớn vô tận từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, xông thẳng lên não. Không có ngôn từ nào có thể hình dung ra được sự đau đớn này, Lâm Nhất mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề vô cùng. Cố gắng chống đỡ không để cho mi mắt sụp xuống nhưng lại buồn ngủ đến mức không thể khống chế được. Trong lòng Lâm Nhất không ngừng hét lên, biết mình chỉ cần ngã xuống thì e là sẽ không còn có thể đứng lên được nữa. Nhưng hắn không làm được, bất kể hắn cố gắng ra sao cũng đều không thể ngăn được sự mệt mỏi cùng cơn đau đớn đang đánh úp lấy hắn. View. Chương 1179 không chết được. Đúng vào lúc hắn không thể chống cự được nữa mà ngã xuống, một cái bóng nhanh như tia chớp lao đến, vỗ mạnh một chưởng lên vai hắn. Người này lại chính là Hân Tuyệt, đúng vào lúc mấu chốt đã truyền một luồng chân nguyên vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt Hân Tuyệt bình tĩnh, vào giây phút sinh tử này dường như y vô cùng ung dung, trên gương mặt y không hề có lấy chút xíu siêu hoảng loạn nào. Y khống chế chân nguyên của mình lưu chuyển trong kinh mạch của Lâm Nhất, giống như một miếng bông gòn hấp thu những luồng chân nguyên màu tím rời rạc tản mát trong cơ thể. Dẫn dắt luồng chân nguyên màu tím này từ từ di chuyển khắp người Lâm Nhất, tốc độ không nhanh không chậm, từ từ mà đi. Trong cơn mơ màng, Lâm Nhất mở đôi mắt ra,
yếu ớt nói, sư huynh, ta đây là sắp chết rồi sao? Không chết được. Trên mặt Hân Tuyệt lộ nét cười, khẽ giọng nói, để còn phải sống cho tốt, đến lúc cuối năm nay, hai ta còn phải cùng nhau tham gia Long Môn tranh tài, giúp kiếm các giành được hai danh hiệu. Ta chắc không được đâu, thực lực của các công tử đều có thể giết chết cảnh giới tử phủ, ta hình như có chút miễn cưỡng. Nhắc đến Long Môn tranh tài, cảm xúc rời rạc của Lâm Nhất dường như đã dần tập trung lại. Ai nói không được, không thử làm sao biết được, đệ phải sống thật tốt cho ta, đừng có nghĩ lung tung nữa. Trong đáy mắt tràn ra ý cười, biết Lâm Nhất đã thực sự được cứu sống rồi. Chân nguyên trong cơ thể dưới sự dẫn dắt của mình đã bắt đầu tự động vận chuyển. Lập tức, vừa nói chuyện với Lâm Nhất vừa giúp hắn hồi phục vết thương. Chủ yếu là vết thương do một đao của lão giả cảnh giới tử phủ kia gây ra. Trên nền tuyết, lão giả áo xám nằm trên đất đã không còn có thể đứng dậy được nữa, đã mất hoàn toàn sức sống, rất nhanh đã biến thành một thi thể khô quắt và lạnh lẽo. Đến đây, tất cả mọi người rốt cuộc cũng phải tin là trưởng lão cảnh giới tử phủ này đã thực sự chết rồi. Trong hoang nguyên tịch diệt, vô số trưởng lão và đệ tử của các tông môn đều dồn dập hít sâu một hơi đầy sợ hãi, thần sắc trong đáy mắt chứa đầy vẻ bàng hoàng và kinh ngạc. Huyết chiến ngũ tông, cảnh tượng vô cùng quy mô, thương vong vô số. Nhưng trưởng lão cảnh giới tử phủ thì vẫn chưa từng có người nào bị giết, nhiều nhất cũng là bị Tiêu Vân kiếm làm trọng thương. Chấp kiếm trưởng lão có lòng muốn đuổi theo nhưng lại khó có thể rút ra được khỏi trận chiến, chỉ đành để mặt đối phương rời đi. Cảnh giới tử phủ tương đối khó đột phá, đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, trưởng lão cảnh giới tử phủ đều cực kỳ quan trọng, chính là viên đá nền tảng trung tâm, có được quyền lực cực lớn trong tay. Thậm chí nói một cách rõ ràng hơn, việc quyết định sự tồn vong thịnh vượng của một tông môn chính là dựa vào việc so sánh về số lượng của các trưởng lão cảnh giới tử phủ. Tổn thất khi mất đi một trưởng lão cảnh giới tử phủ còn lớn hơn rất nhiều so với việc mất đi những người như Kinh Tuyệt, Bạch Nhạc và Mộ Tu Hàn. Cảnh giới tử phủ tương đối khó giết, cho dù không địch nổi thì bọn họ cũng có thể thoái lui. Nhưng trước mắt, một cao thủ cảnh giới tử phủ đã thực sự chết đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chương 1180 thực lực của y quả thực có đủ tư cách. Chết dưới tay của Lăng Tiêu kiếm các, chết bởi Hân Tuyệt và Lâm Nhất liên thủ với nhau, khiến lòng người không khỏi cảm thấy rét lạnh. Thật là đáng sợ, Lăng Tiêu kiếm các này thực sự đã đào tạo ra bậc nhân tài xuất chúng. Một Lâm Nhất thôi đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ được Hân Tuyệt lại còn có thực lực thế này. Sớm đã nghe nói đến, đệ tử này có thực lực có thể so sánh với các công tử, nay được thấy quả là lời đồn không giả. Nghe nói Lăng Tiêu kiếm các dự định để người này tham gia vào Long Môn tranh tài cuối năm nay để tranh đoạt một vị trí công tử. Thực lực của y quả thực có đủ tư cách. Nhưng cũng không thể xem nhẹ Lâm Nhất, một kiếm cuối cùng kia quả thực hơi đáng sợ. Thiên phú kiếm đạo của đệ tử này sợ là trong đế quốc Đại Tần này đã rất khó để tìm được người nào có thể sánh được với hắn. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, trưởng lão và đệ tử của các tông môn đều bắt đầu nhao nhao bàn tán. Doanh địa nơi Bách Thú Môn đóng quân. Có trưởng lão nhìn chằm chằm vào trong nhóm người của kiếm các đang hỗn chiến, ánh mắt lộ ra sát ý nhàn nhạt, trầm giọng nói, Phong Dã, Lăng Tiêu kiếm các này rõ ràng đang nằm ở thế yếu, chỉ cần Lâm Nhất kia không chết. Ta đoán là Huyền Thiên Tông và Ma Nguyệt Sơn Trang đều sẽ không ra tay giúp đỡ, ngươi xem có nên. Tông môn tự do bên ngoài biên giới, gọi là tông môn nhưng thực ra cũng chẳng khác gì cường đạo đạo tặc, thường ngày những việc như nhân lúc cháy nhà đến hôi của cũng làm không ít. Trước mắt, kiếm các lấy một địch bốn, nếu như không có biến cố gì thì ắt sẽ phải thất bại. Nhân cơ hội này vớt một mẻ thì chắc chắn là chỉ có lợi chứ không có thiệt. Trong Bách Thú Môn, rất nhiều trưởng lão đã bắt đầu nổi lòng tham. Hơn nữa các đại tông môn của đế quốc Đại Tần mặc dù phẫn nộ bất bình, vô cùng đồng tình với cảnh ngộ của kiếm các. Nhưng có Huyền Thiên Tông và Ma Nguyệt Sơn Trang dẫn đầu, đám tông môn này đều sẽ không dám hành động bừa bãi, dù gì thực lực và nền tảng cách nhau quá xa. Phong Dã thoáng động lòng, bảo vật trong túi chữ vật trên người Lâm Nhất đoán chừng là nhiều vô kể. Nếu như có thể cướp được về thì đó sẽ là một món hời cực lớn. Nhưng nghĩ đến bản thân và Lâm Nhất từng tiếp xúc trong mật cảnh Ma Liên, khiến hắn ta có chút do dự. Trong hoàn cảnh thế này mà thừa nước đục thả câu thì rõ ràng là đã đắc tội đến chết với Lâm Nhất rồi.
nếu thực sự có thể giết được đối phương thì thôi, nhưng nếu như không giết được thì rõ ràng là một mối họa ngập trời. Đành vậy, vũng nước đục này tốt nhất là đừng tham gia thì hơn. Phong Dã lắc đầu nói, tạm thời đừng manh động, ta cảm thấy cho dù kiếm các bại trận thì trong tay chấp kiếm trưởng lão có Tiêu Vân kiếm kia sẽ đưa Lâm Nhất đi, ta đoán chừng cũng chẳng có người nào ngăn lại được, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Trong mắt Phong Dã thoáng ý cười, khẽ nói, hơn nữa, Bạch Nhạc, Mộ Tu Hàn và Kinh Tuyệt đều đã chết rồi, tương lai ba tông này lấy cái gì để tranh đấu với bách thú môn của chúng ta? Trong mật cảnh Ma Liên ta đã nuốt một viên dị quả có thể vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết. Cho dù không ra tay, bách thủ môn đã là kẻ thắng lợi nhất rồi, hà tất phải đi mạo hiểm nữa. Uỳnh ầm ầm. Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ, hoang nguyên tịch diệt bỗng nhiên chấn động, doanh địa của các tông đang không ngừng rung lắc. Âm thanh ầm ầm vang lên từ bốn phương tám hướng, vang vọng khắp trong trời đất, liên miên không dứt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.